Và như vậy là thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày hôm qua thì đã tăng nhẹ hơn 50 điểm và thị trường chứng khoán châu Âu thì đa phần là đang có một cái sắc xanh rất là tích cực. Vậy thì trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán Mỹ trong các cái phiên giao dịch gần đây cũng như là tác động của thị trường chứng khoán Mỹ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại ạ? Chúng ta có thể thấy rõ ràng là nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng là kinh tế Mỹ cũng tương đối khỏe hơn so với dự báo. Ví dụ như là tăng trưởng GDP rất là cao. Cộng thêm là các cái yếu tố áp lực khác nên các nền kinh tế ví dụ như giá dầu chẳng hạn đã dịu bớt đi rất nhiều. Rồi lợi suất trái phiếu chính phủ tuy rằng là chưa giảm nhiều nhưng mà cũng cho thấy khả năng cao đã tạo đỉnh ở mức 5% thì hồi tháng 10 năm 2023 này. Từ đó cho thấy là về cơ bản thì cũng giải tỏa được một phần nào đó áp lực lên thị trường chứng khoán. Và từ bây giờ người ta cũng kỳ vọng rằng là kinh tế có thể là vẫn là tăng trưởng yếu nhưng mà cái nguy cơ suy thoái khủng hoảng thì cũng đã giảm bớt phần nào. Do đó là đã có một cái sự tích cực nhất định trên thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây. Còn về với việc là tác động như thế nào đến Việt Nam thì tôi đánh giá lúc này thực sự thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng không quá tác động lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ví dụ như những cái phiên thứ 6 tuần trước chẳng hạn, thị trường chứng khoán Mỹ tăng tới khoảng 2%. Nhưng mà thứ hai tuần này thì thị trường chứng khoán Việt Nam thậm chí còn giảm cơ. Chúng tôi ngồi với nhau còn nói vui này, thị trường chứng khoán Việt Nam thậm chí còn dẫn dắt Mỹ cơ. Thì thực sự cái giai đoạn này thì liên quan đến cái yếu tố là không tác động quá nhiều là liên quan đến cái yếu tố dòng tiền ở thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu là do các nhà đầu tư cá nhân là chính. Bởi vậy họ sẽ quyết định cái xu hướng của thị trường nhiều hơn là cái việc tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên về mặt lâu dài hơn một chút thì tôi cho rằng là diễn biến chung của thị trường chứng khoán thế giới sẽ có phần gọi là tác động đến nhất định đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Do chúng ta thì là một cái đất nước mà có cái độ mở kinh tế cao. Do đó là chúng ta có sự liên hệ khá là chặt chẽ đối với các nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Vâng. Như vậy là với thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thì như anh Phục có chia sẻ đấy là cái cuộc chơi hiện tại của nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam đấy là thuộc về nhà đầu tư cá nhân trong nước và chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào yếu tố nền tảng trong nước hơn là chúng ta tập trung quá nhiều vào yếu tố bên ngoài là thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán quốc tế. Vậy còn trên góc nhìn của anh Kháng thì sao? Anh đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại liệu rằng đã có là giai đoạn rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư đã có thể tham gia tại cái vùng điểm 1.100 điểm chưa ạ? Theo quan điểm của tôi thì rất là khá hấp dẫn, bởi vì chúng ta nhận thấy rằng tôi thì cũng có thấy là chứng khoán Việt Nam vẫn có ảnh hưởng của Mỹ, nhưng mà cách ảnh hưởng có thể là nó sẽ không liên tục hoặc là từng trực tiếp từng phiên như thế, mà tôi nghĩ là bởi vì nó ảnh hưởng từ cái việc là chính sách của Fed. Nếu mà Fed trong cái giai đoạn này tôi nghĩ là khả năng họ sẽ không tăng lãi suất nữa, thì khi đó cái áp lực tỷ giá đối với Việt Nam đồng cũng rất là nhẹ vơi nhẹ đi, thì khi đó ngân hàng nhà nước cũng sẽ dừng cái việc là phát hành tín phiếu. Mà có thể chúng ta nhận thấy là trong gần đây, trong vài tuần gần đây thì cái việc động thái hút tiền về trên liên ngân hàng của SBV là đã dừng lại rồi, và cộng với đó thì cái tỷ giá nó cũng đã không còn là tăng mạnh hoặc là biến động mạnh như là tháng 10 trước đó nữa. Cho nên đó là một trong những cái yếu tố mà cho thấy rằng cái niềm tin của nhà đầu tư vào cái việc là biến động tỷ giá là nó thấp xuống đi. Điều đó nó kích hoạt đến cái thị trường chứng khoán và làm cho nhà đầu tư là quay trở lại thị trường nhiều hơn. Đó là quan điểm của tôi, và tôi thấy rằng ở cái giai đoạn này thì chúng ta cái cơ hội nó vẫn lớn hơn khi mà thị trường chứng khoán đã có một cái sự chiết khấu khá tốt, và hiện tại thì cái mặt bằng về giá cổ phiếu đã về vùng đầu năm rồi, và cái mức lãi suất thì vẫn đang khá là hấp dẫn và khá là thấp. Đấy, cộng với cái việc triển vọng kinh doanh thì tôi nghĩ rằng quý 4 nó sẽ quay trở lại tăng trưởng khi mà cái nền của quý 4 khá là thấp. Đấy, thì với những cái lý do đó thì tôi kỳ vọng rằng có thể là dòng tiền sẽ nhanh chóng quay lại, và sau khi chỉ số VN-Index đã có những cái tín hiệu rất là tích cực xác nhận cái xu hướng bắt đầu hồi phục, mặc dù cái tín hiệu đó nó chưa thực sự là bùng nổ một cách quá mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ đó là những cái dấu hiệu để chúng ta có thể quay trở lại thị trường. Vâng, vừa rồi thì anh Khánh cũng có khá là tích cực về cả yếu tố vĩ mô ở bên các yếu tố mà tác động tới thị trường chứng khoán và cả yếu tố bên trong thì chúng ta cũng đang có khá là nhiều các tin tức về tích cực với thị Vâng. trường, đặc biệt là kỳ vọng trong báo cáo tài chính quý 4 thì có thể là khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Vậy còn trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về hiện tại thì chúng ta cũng đang trải qua về phiên ATO đầu phiên thì anh đánh giá ra sao về diễn biến đầu phiên sáng nay cũng như là dự báo ra sao về phiên giao dịch ngày hôm nay ạ? Thực ra là phiên buổi sáng hôm nay như vậy là cũng khá hào hứng, thì cũng phù hợp với những cái suy nghĩ của chúng tôi, bởi vì trong chiều ngày hôm qua thì cũng ra rất nhiều các thông tin tích cực, đặc biệt là các thông tin về ngân hàng nhà nước họp với Bộ Xây dựng để nhằm tháo gỡ những cái khó khăn cho cái ngành bất động sản. Và từ đầu năm đến nay thì cũng đã ngành bất động sản là một ngành được quan tâm nhất, và có rất nhiều các cái cuộc họp đã đưa ra rồi, và ở trong các cái cuộc họp này thì cũng đã giải quyết được một số vấn đề. Bên cạnh đó thì đặc biệt là cái yếu tố lãi suất cho vay hiện nay thực ra đã rẻ ngang với mức thấp kỷ lục vào cuối 2021 đầu năm 2022. Thì kỳ vọng rằng từ nay đến cuối năm
thì cái tín dụng sẽ có thể tăng trưởng tốt hơn, mạnh hơn, lan tỏa dần đến nền kinh tế của chúng ta. Bên cạnh đó thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể thấy trong 3 4 năm trở lại đây có một cái sự tăng trưởng có thể nói là rất yếu kém, thậm chí cái thu ngân sách của Hà Nội bây giờ còn gần bằng thành phố Hồ Chí Minh cơ. Trong khi chúng tôi nhìn 5 6 năm trước thì thu ngân sách của Hà Nội chỉ bằng 2 phần 3 Hồ Chí Minh thôi. Chính vì những cái yếu tố đó cho nên là Hồ Chí Minh gần đây cũng được cái sự quan tâm rất lớn của nhà nước về các cái cơ chế đặc thù, rồi về cái việc là chuẩn bị đầu tư các cái dự án cầu, có cái sự hoàn thiện dần các cái cầu giúp kết nối các cái vùng kinh tế rất tốt cho Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì có các cái dự án mới cũng chuẩn bị triển khai, thì từ đó cũng kỳ vọng phần nào trong tương lai kinh tế khá tốt. Thì cái việc này đã tác động phần nào đến tâm lý tích cực hơn đối với nhà đầu tư trong phiên sáng nay. Tuy nhiên thì thị trường chứng khoán để mà dự báo trong lúc này thì tôi dự báo ngắn hạn trong lúc này thì thực sự là rất khó khăn. Thực sự Đúng. rất khó khăn. Thì theo cá nhân tôi thì cái việc tốt nhất của chúng ta là lên chuẩn bị một cái danh mục cổ phiếu yêu thích của mình và căn cái vùng giá hợp lý thì lúc ấy chúng ta có thể là mua vào với cái mục tiêu dài hạn thì lúc này cũng khá là tốt. Bởi vì chính cá nhân bản thân tôi cũng nhìn thấy ở trên thị trường hiện nay là cũng có rất nhiều các cổ phiếu mà có tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên thị giá nhé, lên đến 8 đến 10 thậm chí 12%. Đó, tức là cao gấp rưỡi đến gấp 2 lần gửi ngân hàng trong khi lại vẫn còn có tiềm năng có thể tăng giá. Thì đấy là một cơ hội tốt cho các nhà đầu tư giá trị chọn lọc cổ phiếu thay vì cái việc là chúng ta đoán thị trường một phiên thì cuối cùng nó cũng không ý nghĩa. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi rất là chi tiết của anh Phục và anh Kháng. Và thưa quý vị, đó là những diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế trong ngày hôm qua. Và chương trình sàn chứng khoán Info đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Oninfo TV, các nền tảng số khác của VTV Cap. Nếu quý vị khán giả có câu hỏi thắc mắc, vui lòng để lại câu hỏi cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất có thể. Và ngay bây giờ sẽ là những diễn biến đầu tiên của thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 14 tháng 11. Vâng, và quay trở lại phiên giao dịch sáng nay thì chúng ta đã vừa kết thúc phiên giao dịch ATO 15 phút đầu phiên. Ngay tại thời điểm này thì các chỉ số chính của chúng ta đang ghi nhận, VN-Index đang giao dịch quanh vùng 1.111,19 điểm, tăng 11,12 điểm, tương đương mức tăng 1,01%. Chỉ số trên sàn HNX cũng đang tăng 2,78 điểm, tương đương mức tăng 1,23%. Và chỉ số trên sàn Upcom thì tăng nhẹ 0,34 điểm, tương đương mức tăng 0,4%. Và với bức tranh tổng quan nhất sau khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì đa phần thị trường của chúng ta đang bao phủ với sắc xanh, đặc biệt là với các nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản hay các nhóm cổ phiếu dầu khí và dịch vụ bán lẻ. Ở đây tôi đang thấy rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán có cổ phiếu SHS đang tăng tới 4% ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu SSI cũng đang tăng nhẹ 1,27%, cổ phiếu VND cũng đang tăng 1,98%. Các cổ phiếu khác thuộc nhóm bất động sản như cổ phiếu PRR, cổ phiếu CEO, cổ phiếu Novaland và cổ phiếu IDC cũng đang tăng từ 1 cho tới 2,2%. Các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí như BHR, PVS hay là OIL cũng đang tăng từ 1,9 cho tới 2,6%. Cổ phiếu ngân hàng chúng ta có HD Bank, cổ phiếu CTG, STB và TB Bank cũng đang tăng từ 0,2 cho tới 1,3%. Cổ phiếu thuộc nhóm dịch vụ bán lẻ là MWG cũng đang tăng 2,5%. Và như vậy là với bức tranh tổng quan nhất sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ATO thì đa phần là các cổ phiếu đều đang giữ được sắc xanh rất là tích cực, và đặc biệt là với các nhóm cổ phiếu như là tài chính, như là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản thì tôi đang thấy rằng là các cái cổ phiếu này thì đang tăng khá là tốt. Vậy ở trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về phiên giao dịch ATO vừa qua? Phải nói rằng phiên giao dịch ATO là khá suôn sẻ và tôi nghĩ là đang mang một cái màu khá là tích cực đối với thị trường, khi mà rất là nhiều nhóm ngành như Thu Hà mới chia sẻ là đều tăng, trong đó nhóm nhóm ngành nhạy với thị trường như là chứng khoán này, bất động sản này, thậm chí là xây dựng và cả giá dầu, nhóm cổ phiếu giá dầu dầu khí nữa cũng tăng. Thì một cái mức tăng này mặc dù chưa được xác nhận nhưng tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu khá là ấn tượng sau hai cái phiên sụt giảm vừa rồi. Và tôi kỳ vọng rằng về cái vùng này thì vẫn là cơ hội nhiều hơn rủi ro, cho nên là chúng ta vẫn luôn luôn ưu tiên những cổ phiếu mà có cái sự bứt phá hoạt động mạnh hơn thị trường. Thì cụ thể như nếu quan sát các tuần trước đó thì chúng ta thấy các cái nhóm như là nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản và thậm chí là nhóm xây dựng vật liệu như là sắt thép cũng đều tăng mạnh. Thì đó là những cái nhóm ngành mà tôi kỳ vọng rằng đã có tín hiệu rồi. Vậy thì cái phiên hôm nay là phiên mới mở đầu thì tôi nghĩ nó sẽ được duy trì khi mà được khởi động từ những cái nhóm ngành là có độ nhạy rất cao với thị trường. Vâng, và anh Khái đang dự báo rằng là hôm nay sẽ là một phiên có thể là khởi động cho một phiên có thể là bùng nổ theo đà tiếp theo, đúng không ạ? Và với góc nhìn của anh Phục thì sao, anh đánh giá như thế nào về phiên ATO vừa qua của chúng ta, và với các cái nhóm ngành hiện nay, đặc biệt là với nhóm cổ phiếu chứng khoán, thì liệu rằng nhà đầu tư chưa có các cổ phiếu này trong danh mục thì có còn cơ hội để có thể tham gia trong phiên ngày hôm nay không ạ?
Thực ra là vấn đề là nhóm cổ phiếu chứng khoán nếu về xét về định giá thuần thì chúng tôi đánh giá là định giá nhóm cổ phiếu này đang ở cái vùng trung lập, tức là PB khoảng độ trung bình của các cổ phiếu hàng đầu khoảng từ 1.5 đến 2 lần, tức là mức trung lập. Thì mức này không đắt nhưng mà nó cũng không phải quá rẻ. Tuy nhiên thì đặc thù của nhóm chứng khoán nếu thị trường lên thì định giá có thể PB lên 4 5 lần, thị trường chứng khoán xấu thì có thể xuống dưới một lần. Thế do đó rằng cái việc là đầu tư nhóm chứng khoán hay không ấy, thì tôi nghĩ rằng phụ thuộc cái việc là dự báo về cái triển vọng tương lai có tích cực hay không. Còn về cái góc độ quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thiên hơn về một chút tích cực. Tuy nhiên thì khi chúng ta đầu tư thì hãy cố gắng là phân bổ danh mục ra, thì lúc đó thì chúng ta sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào cái việc dự đoán đó. Nhỡ chúng ta dự đoán sai thì chúng ta có thể sửa. Còn đối với nếu mà nói về các cái ngành thì thực sự để mà an tâm nhất thì đối với tôi đó là nhóm ngành ngân hàng. Thì nhóm này thì có rất nhiều các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tiền mặt từ 4,5 đến 8%, nhưng mà có định giá đâu đó PE khoảng độ 5 đến 6 lần thôi, và đó đều là những cái ngân hàng đầu ngành, và cái triển vọng tăng trưởng của các ngân hàng thì cũng khá sáng, khi mỗi năm tín dụng vẫn tăng trưởng từ khoảng độ 12 đến 16% đối với các ngân hàng đó, thậm chí có ngân hàng tốt mà tăng trưởng tới 20%, định giá như vậy là khá tốt. Thì tôi cho rằng là nhóm nhóm để tạo nên sự an tâm trong đầu tư giá trị, cái trường phái tôi theo đuổi ấy, thì là nhóm banh thì sẽ được quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng phải cân đối tài khoản và phân bổ một cách khá là đều đặn và khá là đa dạng hóa một chút, thì lúc đó thì chúng ta sẽ bớt được rủi ro. Vâng, như vậy là anh Phục đang khá quan tâm tới nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vậy anh có thể chia sẻ sâu hơn một chút nữa, nếu như mà nhà đầu tư tham gia đầu tư với nhóm cổ phiếu ngân hàng trên góc nhìn từ trung và dài hạn trở lên ấy, thì chúng ta có thể là tham gia và đề xuất với các nhóm cổ phiếu nào được không ạ? Vâng, về cơ bản nhóm cổ phiếu ngân hàng thì thực sự ngắn hạn thì nhà đầu tư không nên tham gia, bởi vì cái lượng cổ phiếu lưu hành rất lớn. Hiện nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng tới 70 tỷ cổ phiếu, 70 tỷ cổ phiếu. Trong đó thì tỷ lệ zoom sở hữu nước ngoài chỉ từ 20 đến 30% thôi. Đó. Tức là riêng số lượng cổ phiếu thôi đã là rất nhiều rồi. Nước ngoài lại sở hữu ít, thế do đó cái lượng lưu hành là quá lớn. Bởi vậy cho nên trong ngắn hạn thì rất khó có những cái pha tăng đột biến như tăng trần hay tăng nhiều phiên. Nhưng mà về mặt dài hạn theo giá trị, theo chiết khấu dòng tiền hay là theo định giá PEPB thì rõ ràng nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm rất hấp dẫn cho việc chung về dài hạn. Và chung dài hạn ở đây là tính bằng năm chứ không phải là trung hạn là 1-2 tháng. Đấy thì câu chuyện như vậy. Còn những cái cổ phiếu ngân hàng nhà đầu tư có thể quan tâm thì tôi sẽ liệt kê ra một danh sách, chứ tôi cũng không gọi là phím một cổ nào cả, để nhà đầu tư có thể tham khảo. Ví dụ như những cái ngân hàng mà trả cổ tức cao, ví dụ như là VIB này trả cổ tức cao này, ACB này trả cổ tức tương đối cao này, HD Bank này trả cổ tức tương đối ổn này, VP Bank này cũng trả cổ tức được này. Bên cạnh đó thì nhóm định giá rất là rẻ, ví dụ như là MB này hay là Techcombank này. Đó. Ngoài ra thì có các cái cổ phiếu ngân hàng nhỏ cũng rất đáng quan tâm khác, ví dụ Tiên Phong Bank tuy rằng bây giờ đang rất xấu và thậm chí cái việc xấu có thể kéo dài đến đầu 2024 nhưng tương lai có thể trở lại này. Hay là cái ngân hàng MSB này là một cái ngân hàng nhỏ nhưng có cái tỷ lệ vốn huy động không kỳ hạn này đứng top 4 thị trường này. Đó thì đấy là những cái ngân hàng mà chúng ta có thể quan tâm. Còn đối với ngân hàng nhà nước thì có ngân hàng VietinBank thì định giá tương đối rẻ. Rồi ngân hàng Vietcombank là ngân hàng có chất lượng tốt nhất nhì thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì đấy là những cái cổ phiếu ngân hàng mà chúng tôi cũng nghiên cứu và cũng đánh giá khá là cao 7-8 cổ phiếu như vậy ạ. Vâng, như vậy là nếu như mà lựa chọn đầu tư các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta có rất nhiều các lựa chọn, cũng như là có những cái câu chuyện riêng để chúng ta có thể là tin tưởng vào các cái doanh nghiệp đó. Và có một câu hỏi mà trên góc nhìn phân tích kỹ thuật tôi muốn trao đổi với anh Kháng, đấy là trong khi mà chúng ta sau khi kết thúc phiên giao dịch ATO thì chúng ta thấy rằng thị trường đang tăng hơn 9 điểm, và hiện tại thì nếu như mà trên góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì rõ ràng là thị trường đang tạo một khoảng gap từ cái vùng đóng cửa ngày hôm qua so với cái giao dịch trong phiên giao dịch sáng nay. Vậy thì trên góc nhìn của anh đánh giá như thế nào về cái việc mở gap này của VN-Index? Liệu rằng đây có phải là một vùng để nhà đầu tư nên thận trọng, hay là thị trường của chúng ta quá khỏe nên là mới có cái sự tạo gap như vậy? Và thêm vâng ạ, và thêm một câu hỏi nữa, đấy là nhà đầu tư nên lưu ý điều gì trong phiên giao dịch sáng nay ạ? Theo như Thu Hà mới chia sẻ thì đúng là thị trường có tạo một khoảng gap, nhưng mà cái khoảng gap ở đây là mới biết sáng thôi, còn chúng ta chưa thể kết luận được là về nó có thể là cái gap này có thể được duy trì đến hết phiên hay không. Bởi vì cái khoảng gap này thì nếu mà chúng ta so với giá đóng cửa thôi, còn nếu mà so với cái râu nến thì nó phải là chưa là một cái khoảng gap tính đến thời điểm hiện tại, cho nên cái việc này thì chúng ta phải cần phải quan sát thêm. Mặc dù tôi đánh giá là cái khả năng là tích cực của thị trường khi mà chỉ số VN-Index đã không thủng được cái mốc 1090 điểm, còn cái khoảng gap ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải thận trọng, chúng ta không nên mua đuổi quá quá nhiều, và thậm chí là cái chỉ số VN-Index có thể trong phiên hôm nay cái lực cản lại tiếp tục nó rơi vào cái vùng chừng khoảng là 1110 hoặc 1120, nó rơi vào cái vùng là của đường MA trung bình, MA 200 ngày, thì chúng ta cũng phải thận trọng hơn.
mặc dù tôi view cái quan điểm là tích cực nhưng chúng ta cũng phải mua một cách là thăm dò ấy, nếu mà cái lượng tiền chúng ta đang nhiều thì chúng ta cũng không nên giải ngân một lần, thì đó là quan điểm của tôi về thị trường. Vâng, như vậy là mặc dù là thị trường có tăng điểm tích cực nhưng chúng ta cũng hết sức là thận trọng với thị trường chung đúng không ạ? Và Vâng, và thưa quý vị, đó là những dự báo cũng như là các chia sẻ của các vị khách mời của chúng tôi trong phiên sáng giao dịch sáng nay. Vậy các công ty chứng khoán khác đã dự đoán thế nào về thị trường ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng đến với dự báo xu hướng VN-Index quen thuộc của 5 công ty chứng khoán. Ở đây thì chúng tôi đang có dự báo xu hướng VN-Index trong ngày 14 tháng 11. Có 3 công ty chứng khoán thì dự báo ở mức trung lập và 2 công ty chứng khoán thì dự báo ở mức tích cực. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem thị trường sẽ diễn biến thế nào vào phần cuối của chương trình. Và thưa quý vị, hiện tại đã có rất nhiều khán giả đã đặt câu hỏi cho các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước tiên thì tôi xin phép được đọc qua một số câu hỏi và gửi tới cho các vị chuyên gia để có thể giải đáp cho các nhà đầu tư. Với vị khán giả Kiên Phạm thì có đang hỏi rằng là nhóm bất động sản tăng tích cực quá, em đang muốn tham gia cổ phiếu DG, các chuyên gia có góc nhìn như nào với cổ phiếu này ạ? Với cổ phiếu DG thì không biết là trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá ra sao về cổ phiếu này? Nếu như mà ngày hôm nay nhà đầu tư muốn tham gia mua thì có thể tham gia được không ạ? vâng, về cơ bản này về trading thì cũng không, tôi thì tôi lại không có thế mạnh để trading, thành ra là tôi cũng chia sẻ về góc nhìn về cơ bản thôi. Nếu góc nhìn về cơ bản thì DG vẫn là một cái doanh nghiệp sở hữu rất nhiều các cái quỹ đất có giá trị. Tuy nhiên cái điểm yếu của DG lại là cái khả năng thực thi và chuyển các cái tiềm năng đó thành doanh thu, thành lợi nhuận. Thì DG từ xưa đến nay thì làm nhà đầu tư khá thất vọng trong cái câu chuyện đó. Lợi nhuận của họ thường khá là kém. Có những năm lợi nhuận khá cao, ví dụ như năm 2020, 2021 thì chủ yếu từ đến từ việc họ định giá lại cái tài sản. Tức là họ đang cầm một cái mảnh đất đó, giá vốn rất rẻ thì bây giờ họ đưa ra họ định giá lại giá thị trường thì họ ghi nhận lợi nhuận thôi. Chứ còn khả năng thực thi và triển khai dự án của đích thì chúng tôi đánh giá không 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 thực sự cao lắm. Thì bản thân tôi thì cũng đã vào thăm đích ở trong Vũng Tàu cũng khá là nhiều lần rồi, thăm tất cả các cái dự án của đích, dự án lớn của đích, ngay cả ở Vĩnh Phúc có này, ở Long Tân có này, ở Vũng Tàu này, rồi có cả một cái dự án khách sạn 5 sao của đích sở hữu ấy. Thì cái kết quả kinh doanh của họ thực sự là không được ấn tượng cho lắm. Thì có hai cái câu chuyện ở đây. Nếu chúng ta nhìn trên góc độ là tài sản thì rõ ràng đích rất rẻ, nhưng nhìn trên góc độ mà lợi nhuận mang lại ấy, tức là đứng trên góc độ là đầu cơ theo tài sản thì tôi cho rằng là khi dòng tiền vào thì đích sẽ rất tốt. Ngược lại thì đứng trên góc độ chúng ta đầu tư rất lâu dài để chúng ta hưởng từ các cái dòng tiền vân vân, lợi nhuận vân vân từ đích thì lại rất là khó. Thế do đó là nhà đầu tư đích thì cần phải xác định đó là chúng ta đầu cơ theo cổ phiếu bất động sản một cách gọi là khá là nhanh chóng thì mới nên cân nhắc tham gia đích. Và cổ phiếu đích là một cổ phiếu có giá trị tài sản rất lớn và có cơ sở để có thể tăng mạnh những cái giai đoạn sóng như thế. Đó, thì cần phải phân biệt rõ là nhà đầu tư nào nên tham gia. Đứng trên góc độ đó thì tôi nghĩ rằng là cần phải nhìn trên cái gọi là diễn biến về dòng tiền, về kỹ thuật. Thì xin phép là nhờ anh Kháng có thể là cho thêm ý kiến. Vâng ạ, vậy thì trên góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì sẽ nhờ thêm anh Kháng có thể chia sẻ sâu hơn một chút nữa về góc nhìn về cổ phiếu DG được không ạ? Vâng, trước hết thì tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh Phục, đó là DG là một trong những doanh nghiệp mà tài sản rất lớn, đặc biệt là quỹ đất về thứ hai, thứ ba thị trường. Đấy, rất là tốt. Tuy nhiên lợi nhuận thì cũng như anh Phục đã chia sẻ rồi. Thì tôi xin đóng góp về cái phần kỹ thuật. Thì kỹ thuật ở đây thì chúng ta nhận thấy rằng cái cổ phiếu DG vẫn đang trong một cái xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Và cái xu hướng tích cực này tôi kỳ vọng là tiếp tục kéo dài trong các phiên tới. Tuy nhiên nếu mà có một cái điểm mua mà hợp lý hơn thì tôi kỳ vọng một tí thôi. Đấy, ở cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn có thể mua một cái mức thăm dò khá tốt. Còn nếu mà kỳ vọng hơn thì tôi nghĩ kỳ vọng chỉ khoảng 24. Nghĩa là sụt giảm một tí so với cái mốc hiện tại thì một cái điểm mua khá là đẹp hơn. Và tôi kỳ vọng rằng cái mức giá 24 nó sẽ bật lên và tạo thành một cái điểm mua là an toàn hơn đối với nhà đầu tư. Còn ở thời điểm hiện tại thì nếu mà bạn hơi rủi ro thì quan điểm của tôi là vẫn mua được. Đấy, nhưng mà bạn xác định là không quá mua một lần trong tất toán là một vị thế luôn, bởi vì có thể cái mốc 24 vẫn là cái mốc mà hỗ trợ trong cái việc là đích giảm tới trong cái đợt chỉnh. Vâng, như vậy là nếu như mà có tham gia mua với cổ phiếu này thì chúng ta có thể tham gia mua quanh vùng giá 24, và nếu như mạo hiểm hơn một chút nữa thì có thể tham gia luôn ở vùng giá hiện tại. Nhưng mà nhà đầu tư phải nên hết sức là lưu ý tới việc đấy là phân bổ tỷ trọng cũng như là giải ngân theo từng phần, chứ không nên giải ngân luôn một phần đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của vị khán giả Trịnh Quang Thiện thì có đang hỏi rằng là các anh cho em hỏi về cổ phiếu chứng khoán, cổ phiếu VCI liệu có nắm giữ từ nay đến cuối năm được hay không ạ? Với cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán vậy thì với góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì anh Khá có thể tiếp tục chia sẻ của mình với cổ phiếu này ạ? Vâng, về kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng cái xu hướng của cổ phiếu VCI là khá là tốt và tôi thấy là cái nhóm chứng khoán đã có sự phục hồi rất tốt rồi. Về cái phần phân tích về cơ bản thì anh Phục sẽ giúp các bạn sau. Nhưng mà tôi nhìn nhìn thấy quan điểm của tôi ở giai đoạn này về nhóm cổ phiếu chứng khoán là quan điểm của tôi là mua được.
và có thể được riêng với đối với cổ phiếu này thì tôi kỳ vọng có thể phục hồi lên mức chứng khoảng là 45 46. Với cái mức mua ở đây thì chúng ta sẽ được là 10% ở thời điểm hiện tại. Và 10% ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ đây cũng là một cái mức lợi nhuận khá là tối ưu ở đấy. Còn về phần cơ bản thì chắc là nhờ anh Phục chia sẻ thêm để quý khán giả có thể nắm được những cái yếu tố có niềm tin hơn để chúng ta có thể là đầu tư hay là không đầu tư. Vâng, như vậy là nếu như ngày hôm nay quý vị khán giả mà có gửi về các câu hỏi cho các vị chuyên gia của chúng tôi thì chúng ta sẽ có thể là lãi được hai phần, một phần đấy là phân tích kỹ thuật chuyên sâu và một phần là về phân tích cơ bản chuyên sâu. Vậy thì với góc nhìn với cổ phiếu VCI trên góc nhìn về cơ bản thì anh Phục có đánh giá như nào về cổ phiếu này ạ? Vâng, trước tiên thì VCI là một cổ phiếu có cái beta gọi là thuộc dạng biến động mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, và đây cũng là một cái cổ phiếu top đầu. Thì về cái hoạt động kinh doanh của VCI thì đây là công ty chứng khoán số 1 về cái mảng ngân hàng đầu tư, mà IB đấy, tức là tư vấn bảo lãnh phát hành bán vốn vân vân. Bên cạnh đó thì VCI cũng là cái công ty chứng khoán cũng được đánh giá là số 1 Việt Nam về mảng tự doanh. Thì đây là một trong hai công ty chứng khoán mà có tự doanh hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán trong suốt hơn 20 năm qua. Thế do đó là nếu mà nhà đầu tư về mặt cơ bản thì tôi đánh giá là khi mà thị trường chứng khoán mà thuận lợi thì VCI có kết quả kinh doanh sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thế do đó cái việc mà liên quan đến cơ bản VCI thì tôi đánh giá là nếu mà từ nay đến cuối năm mà thị trường chứng khoán có cái sự thuận lợi nhất định thì rõ ràng cái tự doanh của VCI sẽ có thể tăng trưởng lợi nhuận tốt. Và khi thị trường chứng khoán hồi phục tốt thì rõ ràng là các cái thương vụ M&A hay các cái thương vụ mua bán vốn, huy động vốn thì sẽ sôi động hơn. Từ đó VCI sẽ là một cái doanh nghiệp được hưởng lợi gọi là kép nếu mà thị trường chứng khoán có sự trở lại tốt cùng với nền kinh tế. Thế do đó là về VCI, khi mà nhà đầu tư kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán tốt, nền kinh tế tốt thì tôi nghĩ rằng VCI là một cái lựa chọn chắc là tốt top đầu trên thị trường chứng khoán. Nhưng ngược lại nếu mà nhà đầu tư nào mà đang vẫn có sự bi quan về thị trường nhé thì tôi nghĩ là nên đứng ngoài. Thì câu Vâng. chuyện của tôi như vậy. Vâng, như vậy là với các nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là với các nhóm cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cũng đã có một nhịp tăng khá là tích cực rồi. Thậm chí là với những cổ phiếu như là tôi thấy là nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản tăng tới 20 cho tới 25, thậm chí là 30% rồi. Nên nếu như nhà đầu tư muốn tham gia trên góc nhìn trading thì chúng ta nên hạn chế tham gia FOMO mua đuổi. Còn với cái góc nhìn về chung và dài hạn thì như hai vị chuyên gia có vừa chia sẻ đấy là chúng ta có thể tham khảo được, đặc biệt là với các cổ phiếu mà đầu ngành. Và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của bạn Ngô Trà My, có hỏi rằng là em thấy nhóm cổ phiếu thép trong giai đoạn hiện tại giá thép tăng quá, em đang muốn đầu tư cổ phiếu HPG từ nay đến 2024. Vậy thì với cổ phiếu HPG thì chắc là nhờ anh Phục có thể chia sẻ với vị khán giả Trà My với góc nhìn với cổ phiếu này được không ạ? Vâng, cổ phiếu HPG. Xin trả lời quý vị khán giả về cổ phiếu HPG. Thì HPG cũng là một cổ phiếu mà tôi theo dõi cách đây 10 năm và liên tục theo dõi. Thì tôi xin cập nhật một số thông tin liên quan đến HPG như sau. Thứ nhất là về cái mảng xuất khẩu của HPG thì hiện nay khá là tích cực. Thứ hai là mảng bán thép cho các cái dự án xây dựng của HPG cũng rất là tích cực, đặc biệt là các cái dự án liên quan đến đầu tư công. Còn hai cái mảng còn lại thì hiện nay cũng tương đối yếu nhưng mà có sự phục hồi so với đáy rồi. Đó chính là mảng xây dựng dân dụng cũng như mảng bất động sản. Chính vì thế cho nên là sản lượng tiêu thụ của HPG hiện nay là vẫn đang nhích lên từng tháng nhưng mà ở cái góc độ là nhích lên tương đối nhẹ nhưng mà có sự bền vững cao. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là về cái giá bán thép thì hiện nay đã chính thức tạo đáy cách đây khoảng một tháng và bắt đầu đang đi lên dần dần. Và chúng tôi nhận thấy là cái thông báo của một loạt các công ty thép thì trong tuần vừa qua là đã có cái sự điều chỉnh tăng giá. Trong khi cái giá nguyên vật liệu cách đây khoảng 2-3 tháng vào lại là một cái vùng đáy vùng thấp. Bởi vậy cho nên là chúng tôi kỳ vọng rằng lợi nhuận của Hòa Phát cũng như các cái doanh nghiệp thép hàng đầu thì sẽ có cái sự tăng trưởng tốt trong quý 4 so với quý 3. Thì bộ phận phân tích của Asset Việt Nam cũng đưa ra nhận định là lợi nhuận quý 4 này có thể, nếu trong kịch bản tích cực, có thể là tăng gấp đôi so với cái quý 3 năm 2023 và là quý thứ tư liên tiếp có sự hồi phục về lợi nhuận. Và đến năm 2024, nếu mà cái việc hấp thụ đầu tư công tốt, FDI chúng ta ổn mà kinh tế thế giới mà không rơi vào khủng hoảng chẳng hạn, thì rõ ràng là cái ngành thép sẽ là một cái ngành có thể trở lại một cách khá mạnh mẽ, đặc biệt nửa cuối năm 2024 dựa vào cái việc bất động sản có thể hồi phục vào cuối năm này, rồi là xây dựng dân dụng của chúng ta cũng có thể tốt hơn vào cuối năm 2024. Thế do đó rằng là về tầm nhìn đến 2024 thì lợi nhuận của Hòa Phát thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là có khả năng trở về cái mức gần trung bình của lịch sử, tức là tương ứng với việc là lợi nhuận có thể đạt khoảng độ 3 đến 6 nghìn tỷ mỗi quý trong năm 2024. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như này, nếu mà thị trường bất động sản mà khó khăn hơn những gì chúng ta kỳ vọng ấy, trở lại chậm hơn ấy, thì lợi nhuận của Hòa Phát sẽ không thể tăng một cách nhanh đến như vậy. Vì vấn đề thứ ba đối với cổ phiếu Hòa Phát đó là cái dự án Dung Quất 2 ở
Ở Dung Quất 2 có cái công suất lên đến hơn 5 triệu tấn và chủ yếu là cái thép chất lượng cao, thép HRC cung cấp cái phần thiếu cho thị trường Việt Nam. Thì cái dự án này chúng tôi đang cập nhật thì về cơ bản là cũng khá đúng tiến độ và kỳ vọng rằng là khoảng đầu năm 2025 là người ta bắt đầu cho vào chạy thử. Và khi dự án này vào thì lợi thế của Hòa Phát đã có thể nói là có thể dần trở đến gọi là trở thành gọi là tương đối độc quyền ở Việt Nam với cái chi phí sản xuất thấp. Rồi là với cái thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối tốt và chất lượng sản phẩm của Hòa Phát cũng đang nâng lên từng ngày. Thì từ đó là nếu về câu chuyện dài hạn thì cái việc cơ hội sẽ lớn hơn rủi ro khá nhiều khi đầu tư cổ phiếu Hòa Phát. Và dài hạn ở đây là hướng đến tầm khoảng 2025. Còn đến năm 2024 thì tất cái cơ hội vẫn lớn nhưng mà cái rủi ro nó cũng nhiều hơn một chút. Vâng, tức là nếu như về mặt thời gian thì đầu tư Hòa Phát tới năm 2025 thì nhà đầu tư sẽ có thể là gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn đúng không ạ? Và phần rủi ro cũng có thể là hạn chế đi. Và đặc biệt là nếu như mà tham gia với góc nhìn là đầu tư chung và dài hạn thì chắc chắn là những cái nhịp điều chỉnh thì chắc chắn là sẽ cần phải là tham gia mua đúng không anh? Mà với cổ phiếu Hòa Phát trong giai đoạn hiện tại quanh vùng giá 27.4 thì anh Phục đánh giá như thế nào nếu như nhà đầu tư có thể tham gia mua vùng này được không ạ? Vâng, về vùng này thì bản thân chúng tôi, ngay cả chúng tôi thì chúng tôi cũng chia sẻ thật là về vùng này thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tích cực nhặt, nhưng mà chúng tôi nhặt hàng tháng. Và nhà đầu tư cũng lưu ý rằng là khi nếu có đầu tư cổ phiếu Hòa Phát ấy, thì chúng ta cũng gọi là đầu tư một phần tài khoản thôi. Thì với chúng tôi là chúng tôi phân bổ cho 10% tài khoản thì nhà đầu tư có thể tham khảo như thế. Tất nhiên là việc đánh giá tiềm năng triển vọng là tốt, nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý cũng có rất nhiều các cổ phiếu tốt khác ở trên sàn. Do đó là nên phân bổ một cách gọi là đủ đa dạng hóa để từ đó giảm thiểu những cái rủi ro mà bất ngờ có thể xảy ra đối với cổ phiếu Hòa Phát cũng như các cổ phiếu khác. Vâng, và cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh Phục và anh Kháng xung quanh các câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và thưa quý vị hãy tiếp tục đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình chúng tôi và chúng tôi sẽ nhờ các vị chuyên gia sẽ tiếp tục giải đáp ở phần sau của chương trình. Còn chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị đó là các khuyến nghị của các chuyên gia chỉ là trên góc nhìn cá nhân để chúng ta có thể tham khảo và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ sẽ là chủ đề chính ngày hôm nay, phục hồi hay lại rơi. Thưa quý vị, khi đầu tư chứng khoán, bất kỳ ai cũng mong muốn thị trường có được đà tăng mạnh mẽ, đem lại lợi nhuận cao. Thế nhưng khi thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, hiện nay thì kỳ vọng đó có thể bị dập tắt bởi những phiên giảm điểm, thậm chí là rơi sâu. Thế nên mọi dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, tất cả diễn biến chờ đợi vào sự vận động của dòng tiền và vào chính niềm tin của nhà đầu tư. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình sàn chứng khoán Nifo. Nhìn nhận về thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, anh Thắng luôn giữ tinh thần lạc quan, đánh giá VN Index sẽ sớm hồi phục trở lại. Theo quan điểm của tôi thì thị trường sẽ phục hồi và từ nay đến cuối năm thì tôi sẽ chọn những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt để đầu tư. Còn với anh Chí, sau những diễn biến đầy đau thương của thị trường trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua thì càng thận trọng trong giao dịch, cho rằng thị trường vẫn còn nhiều rủi ro. Sự rung lắc nó sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra, đó, nên tôi sẽ thận trọng và để hạn chế rủi ro trong thị trường hiện tại, hạn chế cái sự FOMO nếu mà cổ phiếu kéo quá quá nhanh. Với diễn biến hiện tại, không chỉ các nhà đầu tư mà các chuyên gia chứng khoán cũng có quan điểm riêng về diễn biến của VN Index. Dưới lăng kính nhìn nhận đánh giá của mỗi người sẽ có những dự báo khác nhau. Tôi cho rằng thị trường đã chính thức tạo đáy vào ngày 1 tháng 11 năm 23 vừa rồi và hiện tại đang trong một cái quá trình tăng điểm chính của thị trường từ nay đến giữa năm 2025. Chính sách vĩ mô của ngân hàng nhà nước ngày một ổn định như tỷ giá bắt đầu giảm rồi lãi suất hiện tại là các ngân hàng huy động ở những cái mức lãi suất rất là thấp trong vòng 10 năm qua. Rồi những cái yếu tố về triển vọng nâng hạng thị trường sẽ thu hút được dòng vốn nước ngoài vào năm 2024. Trạng thái của VN Index nói chung là đang ở một cái giai đoạn không được ổn định cho lắm. Và kể cả trong những cái phiên hồi chúng ta chứng kiến trong khoảng mấy ngày lại đây thì thực tế mà nói là nó cũng kéo lại với một chỉ số khá là gấp. Thế quan điểm của tôi là ở giai đoạn này VN Index về cơ bản có thể là tạm ngưng rơi được, nhưng mà về cái xu hướng ổn định thì chưa được thể hiện. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là thị trường vẫn luôn mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Ở giai đoạn hiện tại thì có một số nhóm ngành sẽ có những câu chuyện mà nhà đầu tư có thể là quan tâm. Thứ nhất đó là nhóm ngành chứng khoán, khi mà hiện tại có thể thấy là thị trường đang vào cái nhịp phục hồi cả về điểm số cũng như thanh khoản. Bên cạnh đó thì tôi cũng đánh giá rất là cao đối với cả nhóm ngành xây dựng và vật liệu trong giai đoạn hiện tại, khi mà những cái tháng cuối năm thì thông thường là việc giải ngân đầu tư công sẽ đẩy mạnh. Theo cá nhân tôi thì chúng ta cũng cần quan tâm về dòng tiền. Với những cái nhóm mà chúng ta có để ý về cái sóng ngành này hay là về chu kỳ này thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu, những cổ phiếu ở trong nhóm ngành đấy có được sự thu hút dòng tiền tốt hơn.
với một cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt hơn thì biên lợi nhuận của cổ phiếu ở trong thời gian chung, ngắn hạn và trung hạn thì sẽ tốt hơn nhiều so với những cổ phiếu còn lại ở trong ngành. Mỗi phiên giao dịch luôn để lại nhiều cảm xúc và nhà đầu tư đang từng ngày mong chờ những điều tốt đẹp sẽ lại đến, tiếp tục thắp lên niềm tin và kỳ vọng trong giai đoạn cuối năm. Vâng, và chúng ta vừa theo dõi phóng sự vừa rồi và tôi có một câu hỏi muốn đặt cho hai vị chuyên gia ở đây, đấy là thị trường chứng khoán của chúng ta trong giai đoạn hiện tại khi mà tăng điểm thì với góc nhìn của anh Phục, thị trường sẽ có thể tăng tới vùng điểm nào để nhà đầu tư có thể là trên góc nhìn trading thì nên chú ý cái vùng điểm này để có thể là chốt lời bảo vệ thành quả hoặc là tránh FOMO mua đuổi với thị trường? Vâng, về cơ bản thì quan điểm của tôi như này, nếu về góc nhìn chung về thị trường ấy, thì định giá của PE, PB của thị trường hiện nay đều rất hấp dẫn. Và về cơ bản, ví dụ như định giá PB chẳng hạn, bây giờ có nhỉnh 1,5 lần, tức là mức tương đương với tháng 3 năm 2020 cũng như là tháng 11 năm 2022. Như vậy là về cơ bản là cái độ rủi ro thì cũng mất giá thì cũng không quá lớn nữa, còn về PE chẳng hạn khoảng 13 lần thì cũng là một cái mức tương đối hấp dẫn trong cái bối cảnh mà kết quả kinh doanh đang ở mức xấu nhất rồi, thì như vậy là tương đối hấp dẫn. Thế do đó là tôi chỉ nhìn trên góc độ hiện nay là như vậy, là cái rủi ro tương đối thấp đối với những nhà đầu tư chung về dài hạn. Còn về cái việc là câu chuyện là có thể tăng đến bao nhiêu, thì nếu mà góc nhìn ngắn hạn thì chúng ta cần phải dựa vào những cái điểm kháng cự và hỗ trợ, đúng không ạ? Còn nếu góc nhìn dài hơn thì tôi cho rằng là chúng ta cần bây giờ là về cơ bản xác định có thể là vùng xác suất khá cao là vùng đáy của nền kinh tế của chúng ta và kinh tế đang phục hồi trở lại. Thế do đó là chúng ta về mặt dài hạn thì chúng ta cứ để cho dòng nước thuận trôi thôi. Còn về cái định giá thị trường chứng khoán đắt khi nào? Thứ nhất là trung bình là PE khoảng 16 lần. Thứ hai là PB trung bình khoảng 2.1 lần. Thì như vậy đối với những nhà đầu tư dài hạn thì chúng tôi hướng đến cái mức trên trung bình như thế. Thì lúc ý chúng tôi mới tính toán tiếp. Thì đấy là dài hạn. Còn nếu mà nhìn trên góc độ mà ngắn hạn để bảo vệ thành quả, thì cái này thì có lẽ là nhờ anh Kháng chia sẻ rất hợp lý, đúng không ạ? Với câu hỏi mà tôi muốn dành cho anh Kháng đấy là trong giai đoạn vừa qua thì khi mà thị trường hồi phục thì tôi thấy rằng là phiên giao dịch ngày 2 tháng 11 là một phiên mà khiến cho nhà đầu tư cảm thấy là những nhà đầu tư mà nắm giữ cổ phiếu cảm thấy rất là hân hoan và hồ hởi. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng có thêm một phiên mà được nhà đầu tư gọi rằng là phiên bùng nổ theo đà, đấy là phiên ngày 8 tháng 11. Và trong giai đoạn hiện tại, vậy thì trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về phiên bùng nổ theo đà này và liệu rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng hay là cái xác suất là thị trường sẽ điều chỉnh sẽ cao hơn bởi vì là chúng ta đã có tới 3 phiên thị trường điều chỉnh giảm trong các cái phiên giao dịch gần đây nhất ạ? Có thể nói là rất là nhiều người chia sẻ là cái phiên mùng 8 tháng 11 như Thu Hà mới chia sẻ đó là phiên bùng nổ theo đà. Và quan điểm của tôi thì tôi đồng quan điểm về cái nhận định đó. Tuy nhiên không phải là cái phiên bùng nổ theo đà nào thì sau đó thị trường nó cũng tiếp tục tăng, mà có những cái thời điểm là cái bùng nổ đó chỉ là một cái tín hiệu xác nhận thôi. Mà khi tín hiệu xác nhận nó thì thị trường thường thường xác suất đến 50-60% nó sẽ quay trở lại test cái mức mà nó đã bùng nổ đó để quay trở lại lấy cái vị thế cân bằng và thêm những cái dòng tiền là tích cực nhập vào thị trường. Cho nên là cái việc thị trường có nhịp chỉnh trong hai phiên vừa rồi thì tôi thấy là điều hết sức bình thường, đó là cái sự vận động rất bình thường của thị trường chứng khoán thôi. Và chúng ta nhận thấy trong cái phiên hôm qua thì mặc dù cái mức giảm khá là sâu ở trong phiên sáng và đầu phiên chiều, nhưng mà về cuối phiên đó, thì cái mức đà giảm thu hẹp đáng kể, cộng với đó là cái thanh khoản lại sụt giảm, cho nên là cái áp lực bán là nó không mạnh, cộng với cái ngưỡng là ngưỡng 1090 điểm là tôi thấy là thị trường chỉ số VN-Index là không bị xuyên thủng tại cái mốc đó, là cái khoảng gap mà đã bị phá vỡ trước đó, thì cho thấy rằng cái lực cầu nó đã bắt đầu có tín hiệu mạnh hơn. Cho nên với những cái tín hiệu đó thì tôi vẫn kỳ vọng rằng cái phiên phục hồi, cái phiên bùng nổ theo đà vẫn là tính tới thời điểm phiên hôm nay, thì tôi quan điểm của tôi là vẫn giữ được cái tín hiệu tích cực chứ chưa bị phá vỡ. Vâng, với góc nhìn của anh Kháng thì cũng khá là đồng tình, cũng như là cũng khá là giống với cái nhận định thị trường theo lý thuyết của O'Neill, đấy là không phải lúc nào khi mà xuất hiện phiên bùng nổ theo đà thì thị trường cũng ngay lập tức bước vào một giai đoạn đi lên liên tục, mà vẫn có một số trường hợp đấy là thị trường sẽ giảm về kiểm định vùng đáy cũ khi thực sự bước vào một xu hướng tăng mới. Và với góc nhìn của anh Kháng thì anh có thể tiếp tục chia sẻ thêm về cái góc nhìn ở đấy là nếu như mà thị trường có điều chỉnh test lại cái vùng đáy cũ thì là vùng 1070 hay là vùng 1080 ạ? Nếu mà test lại thì tôi nghĩ là nó sẽ test lại 1080-1090 điểm thôi. Đấy, bởi vì cái vùng này là cái vùng mà có thể là nó di động từ là 1086 đến 1090 điểm. Nhưng mà kỳ vọng của tôi là nó sẽ không test nữa, bởi vì trong phiên ngày hôm qua là game có một cái đợt nhúng về rồi. Nhưng mà nhúng về rồi thì thị trường lại bật lên ngay. Mà tại cái thị trường bật lên ngay đó thì nó chưa thực sự là thủng. Cộng với chúng ta thấy là thanh khoản trong cái phiên giảm đó là không mạnh. Và nếu chúng ta quan sát trong cái hai phiên giảm của thị trường á, thì cái nhóm mạnh vốn hóa ảnh hưởng đến thị trường này là nhóm ngân hàng là giảm khá mạnh. Trong khi đó thì các nhóm khác như nhóm bất động sản hay là nhóm chứng khoán hay là nhóm thép thì thực sự là không giảm. Và thậm chí là có nhiều cổ phiếu là
chỉ giảm nhẹ đầu phiên thôi, cuối phiên lại bắt đầu bật tăng trở lại, thì tôi thấy là cái dòng tiền nó đang vận động sang những cái nhóm tích cực của thị trường. Với những cái nhóm nhạy như thế mà không giảm sâu thì tôi nghĩ rằng đó là một cái dấu hiệu báo cảnh báo trước, có thể là cái sự vận động của thị trường đang hướng tới những cái nhóm có cái tín hiệu tích cực như vậy. Vâng, và vừa qua thì theo thống kê của HOSE, trong tuần giá trị giao dịch gia tăng mạnh mẽ vừa qua thì khối nhà đầu tư ngoại lại giữ trạng thái bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó bán ròng 4 trên 5 phiên giao dịch. Thống kê này cho thấy hoạt động giao dịch của khối ngoại đang trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm ngoái, khi thị trường cũng có những dấu hiệu đầu tiên tạo đáy vào tháng 11 năm 2022. Và có thể nói là dòng tiền lớn từ khối ngoại thay vì là hỗ trợ thị trường, có thể là tăng điểm thêm thì lại thoát ra. Vậy thì với cái hành động như vậy của khối ngoại trong giai đoạn hiện tại thì anh Phục đánh giá như thế nào? Liệu rằng có quá tiêu cực với thị trường hay không? Hay là nhà đầu tư có nên thận trọng với thị trường hiện tại hay không ạ? Thực ra là tôi cũng đã có chia sẻ trong một lần ở chương trình trước đây. Đó là cái câu chuyện nhà đầu tư ngoại thì vấn đề chúng ta cần phải phân ra làm hai câu chuyện. Đó là tổng thể nhà đầu tư ngoại. Thì lúc đó chúng ta cần phải tính cả FDI, cả đầu tư gián chiết tiếp trên thị trường chứng khoán. Thì lúc đó chúng ta mới biết là cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế của Việt Nam như thế nào. Nếu trên góc độ đó thì chúng ta có thể thấy là cả FDI lẫn cái việc đầu tư trên sàn cộng lại và cả cái câu chuyện là mua vốn trực tiếp từ các cái doanh nghiệp với cái cổ phần lớn thì nhà đầu tư nước ngoài đang rất tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam của chúng ta. Khi FDI tăng mạnh rồi có các cái deal lớn như là mua VP Bank đúng không ạ, rồi rất nhiều các cái deal khác nữa. Còn nếu xét trên cái góc độ thứ hai đó là chỉ trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải đi sâu xa là nguyên nhân vì sao. Thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài có thể thấy là không được tích cực lắm trong những năm gần đây. Thì theo tôi nguyên nhân chủ yếu không phải là thị trường chứng khoán của chúng ta không hấp dẫn, mà chủ yếu là nguyên nhân liên quan đến các cái rào cản để đầu tư gián tiếp ở Việt Nam là khá lớn. Đó là các cái vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển tiền vân vân của chúng ta 10 năm qua vẫn chưa giải quyết được, do đó chúng ta vẫn chưa nâng hạng được là thứ nhất. Thứ hai là vấn đề zoom của các cái cổ phiếu trên sàn. Chúng ta có thể thấy các cổ phiếu tốt, các cổ phiếu hàng đầu ấy zoom gần như hết rồi. Thì khi đó họ muốn giải ngân lớn, giải ngân nhiều thì họ không thể giải ngân được vào. Bởi vậy cho nên là rất là khó để thu hút cái dòng tiền của nhà đầu tư ngoại vào cái thị trường gián tiếp ở trên thị trường chứng khoán. Và cái yếu tố thứ ba chúng ta cần phải tính đến đó là các nhà đầu tư ngoại ở đây là ai? Thì ở đây chủ yếu là liên quan đến các cái quỹ đầu tư, quỹ ETF vân vân. Thì quỹ ETF thì họ lại phụ thuộc vào các nhà đầu tư cá nhân là chính. Thì các nhà đầu tư cá nhân ở đây có thể là ở châu Âu, ở Mỹ, ở Nhật, ở Đài Loan vân vân. Nếu mà họ thấy kinh tế đất nước họ cũng có khó khăn nhất định chẳng hạn thì họ cũng thường lại rút cái chứng chỉ quỹ đó, chứ không hẳn là vì thị trường chứng khoán của chúng ta không hấp dẫn. Đấy thì cái câu chuyện là như vậy, chúng ta cần phải đánh giá kỹ. Và cái yếu tố thứ tư chúng ta cần phải quan tâm ở đây đó là cái việc nếu mà quan sát dòng tiền ra vào của khối ngoại hàng ngày ấy, thì nó phù hợp đối với những nhà đầu tư chết đinh gọi là theo dòng tiền chứ không phải là theo bản chất của thị trường chứng khoán có hấp dẫn hay không. Thì nhà đầu tư cần phải xem là mình thuộc trường phái nào. Nếu thuộc trường phái giá trị chẳng hạn thì chúng ta cần phải nhìn tổng thể. Còn nếu chưa thuộc trường phái chết đinh hàng ngày thì chúng ta có thể nhìn cái diễn biến hàng ngày như thế. Và cái diễn biến hàng ngày của khối ngoại hiện nay thì chúng tôi cho rằng nó cũng rất khó đoán. Hôm nay có thể mua dòng, ngày mai ngay lập tức có thể bán dòng. Thế do đó là cũng rất khó có thể dựa vào cái thước đo này để có thể đánh giá là nên thị trường hấp dẫn hay không, hay là nên vào hay không. Mà nhà đầu tư tốt nhất là dựa vào các cái chỉ báo mà mình đã sử dụng trước đây có độ tin cậy cao thì hãy nên tập trung sâu vào những cái chỉ báo đó thay vì nhìn vào nước ngoài hay là nhìn vào tự doanh. Vâng, như vậy là vừa rồi thì anh Phục cũng đã có chia sẻ rất là chi tiết về cái góc nhìn với cái hành động mua bán khối ngoại trong giai đoạn hiện tại và cũng có chia sẻ thêm về các lực cản của thị trường hiện nay. Và thưa quý vị, thị trường hiện nay còn có lực cản nào nữa? Xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của thị trường của sàn chứng khoán Info ngày hôm nay. Và với các cái lực cản hiện tại của thị trường chứng khoán thì chúng ta có 6 lực cản chủ yếu. Thứ nhất là kinh tế thế giới còn yếu. Thứ hai là bất ổn địa chính trị phức tạp. Thứ ba là thiếu nhà đầu tư tổ chức có tầm nhìn dài hạn. Thứ tư là gặp đường kháng cự MA200 và bị chốt lời mạnh mẽ. Thứ năm là dòng tiền vẫn đang tìm đến các kênh gửi tiết kiệm. Và thứ sáu là áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý 4 năm 2023 khá là lớn. Vậy thì với các lực cản hiện nay của thị trường chứng khoán thì trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về các lực cản này và liệu rằng lực cản nào khiến cho nhà đầu tư cảm thấy lo ngại nhất trên thị trường hiện nay ạ? Tất cả các cái lực cản đó thì tôi nghĩ là cũng đều ảnh hưởng đến thị trường. Và theo quan điểm của tôi thì tôi chọn cái thứ nhất và cái cuối cùng là kinh tế thế giới đang còn yếu. Điều đó nó cũng tác động đến cái việc là xuất nhập khẩu của Việt Nam sụt giảm trong 7 tháng liên tục thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là tăng trưởng của GDP của Việt Nam. Thứ hai là áp lực về đáo hạn trái phiếu trong quý 4 thì tôi nghĩ đây cũng là một cái khá là lớn, thậm chí là nhiều cái doanh nghiệp là còn không trả được lại cơ và dẫn đến là bị hoãn nợ. Thì cái điều đó nó khiến cho dòng ngân hàng nó bị ảnh hưởng khi mà họ phải trích lập nợ xấu, thậm chí là còn có là có thể là
nhiều cái doanh nghiệp mà nó không không trả lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều cái việc là tiềm năng cái hồ sơ của họ để biết được là quay trở lại mua. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy là các cái lực cản nó thì tôi thiên một tí là lực cản về về cái việc là tăng trưởng tín dụng là khá thấp, thì điều đó nó cũng ảnh hưởng đến một cái phần là nguồn tiền nó chạy vào thị trường chứng khoán. Vâng, như vậy là trên góc nhìn của anh Kháng thì có hai lực cản rất là quan tâm, đáng quan tâm của thị trường chứng khoán hiện nay, đấy là kinh tế thế giới còn yếu và áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vào quý 4 năm 2023 khá lớn. Vậy còn trên góc nhìn của anh Phục thì sao? Với các lực cản này của chúng tôi đưa ra thì anh thấy rằng là còn cần bổ sung thêm lực cản nào nữa không ạ? Và thực sự là chương trình đã đưa ra các lực cản về cơ bản là tương đối là bao trùm toàn diện và khá là đầy đủ, phản ánh cả về từ vĩ mô đến vi mô, cả từ về cơ bản lẫn kỹ thuật. Thì tôi thì tôi cũng không bổ sung thêm gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện đây thì tôi rất là quan tâm đến một cái vấn đề, đó là thiếu nhà đầu tư tổ chức có tầm nhìn dài hạn. Thì cái này là một cái vấn đề tôi rất quan tâm. Thị trường chứng khoán của chúng ta mấy chục năm phát triển nhưng mà 10 năm trở lại đây về cơ bản là cũng không có gì đổi mới cả. Thậm chí mà cái tính mà biến động thậm chí còn mạnh hơn cơ. Thậm chí là cái tính biến động còn mạnh hơn rất nhiều. Thì do đó rằng là rất cần có những cái nhà đầu tư tổ chức lớn dài hạn để có thể làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta phát triển một cách ổn định. Từ đó người dân coi thị trường chứng khoán là một kênh phân bổ tài sản, thay vì như hiện nay đa phần nhà đầu tư coi đây là một cái gọi là nơi gọi là chơi chứng khoán chứ không phải đầu tư. Đó, thế thành ra là có được cái yếu tố này thì thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ phát triển bền vững và phát huy được đúng năng lực vai trò của mình cho nền kinh tế của chúng ta trong tương lai có thể phát triển ổn định hơn. Và cái này thì là một cái mà chúng tôi cũng đang theo dõi rất chặt, đó là cái gì? Việc áp dụng KRX tháng 12 sẽ như thế nào. Rồi sau đó là các cái việc đàm phán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như Bộ Tài chính làm việc với cơ quan nâng hạng với thị trường chứng khoán ra sao, thì đấy là những cái yếu tố rất đáng để quan tâm để có một cái tầm nhìn dài hạn tốt đối với thị trường chứng khoán. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng là thị trường chứng khoán trong giai đoạn sắp tới thì sẽ có nhiều hơn nữa những nhà đầu tư mà có góc nhìn đầu tư từ trung dài hạn trở lên như chia sẻ của anh Phục. Và cũng hy vọng rằng là câu chuyện KRX có thể áp dụng trong cuối năm nay sớm nhất có thể. Và vừa rồi thì anh Kháng cũng có đề cập tới cái câu chuyện đấy là kinh tế thế giới còn yếu. Và liên quan đến cái câu chuyện kinh tế thế giới này thì cũng đã có những tín hiệu lạc quan hơn từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới khi Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 3 vừa qua đã đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong gần 2 năm qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết tuần qua cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay của Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới. Tuy nhiên, tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, dự báo mới nhất cho rằng khu vực này có thể sẽ rơi vào tình trạng đình trệ hoặc thậm chí là suy thoái nhẹ trong quý cuối cùng của năm. Trên phạm vi toàn cầu, chỉ số PMI tháng 10 giảm 0,9 điểm phần trăm so với tháng trước xuống mức 47,8%, tức là cũng là dưới 50. Điều đó cho thấy rằng kinh tế thế giới thời điểm này vẫn đang còn khá là nhiều các khó khăn. Vậy thì trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về cái câu chuyện PMI hiện nay ạ? À, đúng là PMI hiện nay đang có một cái sự sụt giảm ở cả cái châu Âu và Mỹ, thậm chí là cả Trung Quốc, nhưng mà được cái mà cái là tín hiệu tích cực hơn là Trung Quốc đã quay trở lại phục hồi tăng trưởng GDP trong quý 3, đó là một cái tín hiệu khá là tích cực. Về cái việc là giảm bên đây thì chúng ta nhận thấy rằng có lẽ là không những ở thế giới mà Việt Nam chúng ta cũng thấy là cái chỉ số PMI của Việt Nam là sau khi tăng trên ngưỡng 50 thì nó đã quay trở lại sụt giảm trong trong cái tháng 11 vừa rồi. Trong tháng 10 tháng 10 vừa rồi thì thể hiện là cái tín hiệu là các cái đơn hàng của doanh nghiệp là đang có cái sự là hạn chế và nó có sự chưa quay trở lại cái đà tăng trưởng phục hồi được. Thì điều đó cũng tác động đến rất là nhiều cái việc là nó thể hiện được cái tính chất là bất ổn của thị trường trên thế giới khi mà Fed vẫn tiếp tục là duy trì cái mức lãi suất là khá là cao, và có thể cái mức lãi suất này vẫn tiếp tục là duy trì cho đến nửa năm 2023. Và nó sẽ ảnh hưởng, khi mà lãi suất cao thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, họ khó mà có thể là quay trở lại hoạt động sản xuất khi mà cái chi phí đầu vào khá là cao. Và cái điều đó thì nó cũng tác động đến cái việc là phục hồi của nền kinh tế thế giới. Và nhưng mà tôi kỳ vọng rằng hiện tại thì Fed sẽ không tăng lãi suất nữa và thậm chí là bắt đầu là dừng lại rồi. Và với cái tín hiệu như thế thì tôi thấy là nền kinh tế Mỹ cũng đã thấy khỏe hơn trong quý 3 vừa rồi. Và có thể đó là một cái điểm nhấn mà có thể là trong năm 2024 thì nền kinh tế bắt đầu phục hồi tốt hơn. Và điều đó thì giúp cho cái việc là thị trường nó sẽ bắt đầu quay trở lại tăng trưởng dần. Vâng, như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào năm 2024. Và cũng là một câu chuyện liên quan về kinh tế thế giới đang còn yếu. Thì mặc dù là chưa có các cái số liệu cụ thể, nhưng mà có một bầu không khí lo ngại đang bao trùm trước những thông tin tiêu cực của tình hình chiến sự tại Trung Đông, dẫn đến giá dầu và
đến giá dầu và rộng hơn là kinh tế thế giới. Và IMF có đưa ra một công thức là giá dầu thế giới cứ tăng 10% thì lạm phát toàn cầu sẽ tăng 0,4%. Và trong khi GDP toàn cầu sẽ giảm 0,15%, thì việc đảm bảo lượng dự trữ dầu trên thị trường toàn cầu là một trong những yếu tố rất là quan trọng để có thể tránh cho một cái cú sốc trong nền kinh tế. Vậy thì nói về cái câu chuyện về giá dầu thì cũng như là về cái cú sốc của nền kinh tế thì anh Phục, anh đánh giá ra sao về cái câu chuyện này? Vâng, giá dầu thì thực sự dầu bây giờ vẫn là một trong những cái hàng hóa tác động mạnh nhất đến toàn bộ nền kinh tế trên thế giới. Thế do đó là mỗi diễn biến của giá dầu thì là một cái sự rất là đáng quan tâm đối với cái các nhà dự báo kinh tế để đánh giá về cái triển vọng kinh tế trong tương lai. Thì rõ ràng cái việc là hiện nay thay vì là cái thế giới đơn cực như ngày trước đó là Mỹ là nước dẫn dắt thế giới, thì hiện nay đã có một cái sự gọi là đa cực khi có sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga cũng như các cường quốc khác như là Ấn Độ, vân vân. Rồi là nhóm BRICS thì hiện nay cũng đã vươn lên đối đầu với nhóm G7. Và thực sự là GDP nhóm BRICS bây giờ hiện nay thậm chí còn người ta còn cho rằng là về cơ bản là có sức mạnh còn lớn hơn cả nhóm G7 đấy. Thế do đó sẽ tạo ra rất nhiều những cái sự bất ổn liên quan đến chính trị trên toàn cầu. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà chương trình đã đưa ra. Thì cụ thể hơn là các cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, rồi sau đó là chiến tranh ở Trung Đông giữa Israel và Hamas. Thậm chí nếu mà không có những cái sự can thiệp kịp thời của các bên ở trên thế giới thì có thể xảy ra một cái cuộc chiến tranh mạnh hơn nữa, do Iran cũng rất là nhăm nhe và cũng gọi là rất là nhòm ngó ở khu vực đó. Vâng. Đúng không? Đấy. Thì từ đó thì có thể thấy rằng là cái giá dầu sẽ có cái sự biến động rất mạnh trong tương lai. Tuy nhiên thì tôi cũng kỳ vọng rằng giá dầu sẽ không có một cái sự tăng giá quá sốc nếu không có cái diễn biến gì thêm phức tạp hơn nữa. Bởi vì bản thân các cái nước hiện nay thì họ cũng tận dụng cái việc giá dầu lên đó, họ thì họ sẽ ngay lập tức họ tăng cường khai thác để có thể là thu hút thêm nguồn tiền và vươn lên trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn. Chứ không hẳn là họ cứ để giá dầu leo lên thật cao. Thì đấy là một cái câu chuyện cũng rất là thú vị để giúp cho giá dầu của chúng ta có thể không trở lại cái mức kỷ lục như hồi 2014 lên đến 140-150 đô. Vâng, như vậy là trong giai đoạn sắp tới thì có thể những cái lo ngại đó thì chúng ta cũng không phải là cái vấn đề liên quan tới cái sự tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán nữa. Và bên cạnh đó thì tôi cũng có để ý thấy đấy là nếu như mà xét trên góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì đa phần những cái lần mà VN-Index của chúng ta chạm vùng kháng cự MA200 hoặc là vùng hỗ trợ vùng MA200 thì đa phần thị trường sẽ có những cái diễn biến khá là trái chiều, tức là sẽ xảy ra việc đảo chiều về xu hướng. Vậy thì với giai đoạn hiện tại thì MA200 của thị trường vẫn chưa vượt qua được và vẫn đang giao dịch dưới cái vùng MA200. Vậy thì ở đây có phải là một trong những cái yếu tố mà khiến cho nhà đầu tư trong nước trở thành lo ngại rằng đây sẽ là một lực cản với thị trường không ạ? Trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá như thế nào về cái câu chuyện này cũng như là về đường MA200 hiện tại? Đúng như Thu Hà có chia sẻ, đúng là đường MA200 thì là một trong những cái chỉ báo được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm, cho nên là cũng rất là nhiều nhà đầu tư lo lắng khi mà chỉ số VN-Index đã có sự bùng nổ, xác nhận cái tín hiệu là bùng nổ phục hồi, nhưng mà giao dịch thì vẫn hoàn toàn là nằm dưới đường trung bình MA200. Thì điều đó cũng khiến cho nhà đầu tư là khá lo lắng, cho nên là khi mà tiếp cận cái đường này thì tôi nghĩ rằng sẽ có một cái lực bán khá là mạnh để mà test lại. Thì hầu như thì trong cái phiên đầu tuần trước đó thì chúng ta cũng nhận thấy rằng phiên cuối tuần trước đó thì chỉ số VN-Index đã có tăng lên thứ năm, có tăng sau phiên bùng nổ á, nhưng mà không thể vượt qua được đường trung bình MA bởi vì áp lực bán, bởi vì là rất là nhiều người quan tâm đến cái đường MA200 này. Và thực chất thì cái đường MA200 này cũng là một cái chỉ báo rất là quan trọng, nó thể hiện cái xu hướng dài hạn của thị trường. Và điều này nó cũng giúp cho, nó cũng tác động rất là đến rất là nhiều hành động của nhà đầu tư. Vì phần lớn ở dân Việt Nam chúng ta thì phần lớn là đầu tư theo ngắn hạn. Và đầu tư ngắn hạn thì khi mà có những cái tác động trong quá khứ của đường MA200 thì nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều cái hành động của nhà đầu tư. Còn ở thời điểm hiện tại thì mặc dù là giao dịch dưới đường MA200 nhưng mà tôi không kỳ vọng rằng thị trường sẽ có một cái sự sụt giảm. Bởi vì tôi nhận thấy có những cái tín hiệu tích cực từ thị trường khi mà cái thanh khoản của những cái phiên gần đây, đặc biệt là trong những cái phiên tăng thì đã có sự cải thiện. Và quan sát nhận kỹ hơn những cái nhóm vận động của thị trường thì tôi thấy là ví dụ như là nhóm bất động sản chẳng hạn thì kết quả kinh doanh thu thì quý 3 thì vẫn sụt giảm. Nhưng mà tôi nhận thấy phần lớn các cái nhóm cổ phiếu bất động sản lại có một cái vận động khá là tích cực. Rồi trước đó thì nhóm vật liệu xây dựng cũng là có nhiều cái nhóm ngành là có cái sự vận động khá là mạnh so với thị trường, đặc biệt là ngành thép trong khi mà thị trường chung giảm xuống thì cũng đã có một sự ấn tượng vượt mạnh. Cho nên ở cái thời điểm này thì tôi nghĩ rằng cũng có những cái thời điểm là chỉ số sẽ dao động xung quanh đường MA200 sau khi đã có cái sự là test lên test xuống. Và ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng sau khi test cái vùng 1090 điểm và hiện tại đang tiệm cận cái vùng là MA200, và tôi kỳ vọng là thị trường sẽ có thể duy trì một cái địa sideways ở vùng này và có thể vượt qua cái đường MA200 này.
Vâng, như vậy là vừa rồi thì chúng ta cũng đã trao đổi khá là nhiều về các lực cản của thị trường. Ngoài câu chuyện về kinh tế thế giới, ngoài câu chuyện về góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng đang khá là quan tâm tới các câu chuyện liên quan về mặt trái phiếu trong quý 4 này. Và với câu chuyện trái phiếu trong quý 4 là giai đoạn cao điểm đáo hạn của trái phiếu cả năm nay với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng, không tính các lô trái phiếu đã giãn và đã hoãn. Trong đó thì gần 80% trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Điều này thì sẽ tác động lớn đến thị trường. Và trên góc nhìn của các vị chuyên gia ở đây thì với cái câu chuyện trái phiếu trong quý 4 trong giai đoạn hiện tại thì liệu rằng đó có phải lực cản của thị trường hay không? Và chúng ta liệu có quá đáng lo ngại với câu chuyện này hay không ạ? Trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về câu chuyện trái phiếu ạ? Vâng, về câu chuyện trái phiếu thì vấn đề là ở đây chúng ta cần phải xem quy mô. Quy mô thì của các cái trái phiếu về cơ bản cũng đã dần giải quyết được phần nào, nhưng mà vẫn còn rất nhiều những cái trái phiếu vẫn khó khăn và chưa giải quyết được. Nhưng mà chúng ta nhìn vào quy mô, ví dụ như ở mức 65.000 tỷ hay là thậm chí 100.000 tỷ đi chăng nữa, nếu so với quy mô toàn bộ tín dụng của nền kinh tế của chúng ta khoảng 13 triệu tỷ thì như vậy là 65.000 tỷ này thì tương đương với chỉ đó 0,5% thôi. Thì rõ ràng là có tác động xấu, đấy là phải thừa nhận với nhau, và thậm chí là tác động khá xấu đến lâu dài cơ. Đó, nhưng mà cái quy mô của nó thì cũng không còn quá lớn nữa so với cái quy mô tổng tín dụng của nền kinh tế chúng ta. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là các cái ngân hàng hay là các cái công ty hay các cá nhân liên quan đến các cái trái phiếu này, về cơ bản họ cũng đã có những cái động thái từ cuối năm 2022 đến nay, tức là đã trích lập dần dần rồi, thì cũng đã điều chỉnh vào lợi nhuận, vào nợ xấu vân vân phần nào đó rồi. Thế do đó cái vấn đề còn tác động đến các cái ngân hàng vân vân trong tương lai thì sẽ không còn phải quá lớn nữa. Tức là cái sự khó khăn nhất tôi khẳng định là đã qua rồi. Đã qua rồi. Và cái yếu tố thứ ba tác động đến thị trường chứng khoán rất lớn đó là yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Thì tâm lý của nhà đầu tư cách đây một năm chúng ta có thể thấy toàn bộ thị trường là hoảng loạn vì cái trái phiếu này. Thậm chí tôi biết rằng là có những cái trái phiếu của những doanh nghiệp ví dụ được đánh giá khá cao như là trái phiếu của công ty cổ phần bất động sản Nam Long chẳng hạn, có lúc với đó thì tôi và anh bạn tôi còn tham gia mua được với lãi suất lên đến hơn 30% cơ. Tức là một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đó, thì cái việc hoảng loạn đó thì nó mới tác động mạnh đến thị trường chứng khoán. Nhưng mà bây giờ mọi người gần như không còn ai nhắc đến cái thuật ngữ liên quan đến trái phiếu đáo hạn vân vân. Thì cái này biểu hiện qua cái việc chúng tôi đo lường ở trên Google. Cái việc tìm kiếm vấn đề này đâu đó giảm chỉ còn 5% so với cái cuối năm 2022. Từ đó cho thấy là tác động về mặt thực tế lẫn về mặt tâm lý thì cũng đã giảm đi rất nhiều và không còn lớn nữa. Thế do đó cái vấn đề này thực sự nó cũng không còn là một cái rào cản đáng kể cho thị trường chứng khoán của chúng ta trong tương lai nữa. Vâng, như vậy là vừa rồi thì anh Phục cũng đã có chia sẻ rằng là trong năm 2023, rõ ràng là tôi cũng rất là đồng ý với cái góc nhìn của anh, đấy là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng áp lực về phần trái phiếu thì cũng không quá lớn đối với nhà đầu tư nữa. Tuy nhiên thì có một con số cũng như có một thông tin, đấy là đến năm 2024 thì giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến gần 330.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. Và điều này thì liệu rằng là trong giai đoạn 2022 rõ ràng là chúng ta đang đẩy cái rủi ro về tương lai. Vậy thì với góc nhìn của anh Phục, anh có thể chia sẻ thêm một chút nữa về cái câu chuyện trái phiếu của chúng ta trong năm 2024 được không ạ? Vâng, về cái câu chuyện đáo hạn như thế thì tôi xin chia sẻ này. Trong cái phần trái phiếu của chúng ta đâu đó khoảng hơn 1 triệu tỷ gì đó thì trái phiếu của ngân hàng chiếm khoảng 40%. Mà trái phiếu của ngân hàng thì chúng ta loại bỏ ngay được rồi, đúng không? Đó. Còn lại thì trái phiếu của bất động sản thì chiếm khoảng độ hơn 30%. Thì sau quá trình đáo hạn vừa rồi thì cũng đã giảm bớt rồi, thì còn chưa đến 30%. Như vậy tổng trái phiếu của bất động sản đâu đó khoảng độ quanh khoảng độ 300.000 tỷ chẳng hạn. Nếu mà 300.000 tỷ thì cũng có sự đáo hạn dần rồi, thì nó cũng bớt đi là thứ nhất. Thứ hai là trong cái số trái phiếu bất động sản như thế, không phải trái phiếu nào cũng xấu. Và theo chúng tôi nghiên cứu được thì số trái phiếu bất động sản đó xấu thì nó chiếm khoảng độ 30%, tức là tương đương với khoảng độ 50 đến 60 đến 100.000 tỷ. Thì như vậy là thực sự là đấy là tổng số lượng trái phiếu là có sự xấu đấy, thì cũng gọi là dưới 100.000 tỷ thôi. Như vậy nó cũng không phải là cái gì đó quá lớn, quá áp lực cả. Chúng ta cần phải phân tích rõ như thế nhé. Chứ không phải là chúng ta thấy là một lượng trái phiếu lớn đáo hạn mang ra rủi ro đâu. Bởi vì trong đó có rất nhiều các cái doanh nghiệp tốt, rồi rất nhiều các cái đối tượng khác nhau. Đối tượng khác nhau chúng ta cần phải phân tích, bóc tách kỹ. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được bản chất của cái số trái phiếu đó tác động như thế nào. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi. Vâng, như vậy là mặc dù là về mặt con số thì chúng ta cảm thấy rằng là khá là lo ngại, nhưng mà nếu như bóc tách ra thì như anh Phục có vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư có lắng nghe được những thông tin này thì cũng một phần nào đó yên tâm về cái câu chuyện trái phiếu của chúng ta trong năm 2024. Vừa rồi thì anh Phục cũng có chia sẻ một vài thông tin liên quan về mặt tâm lý của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán hiện tại, khiến cho thị trường có thể là không được
tăng mạnh giống như cái thời điểm đầu năm nay. Và trong giai đoạn hiện tại thì cái câu chuyện về tâm lý của nhà đầu tư cũng là một trong những câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải khá là quan tâm. Và với góc nhìn của anh Kháng thì anh đánh giá như thế nào về cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư hiện nay, và đa phần nhà đầu tư trên thị trường đang có cái góc nhìn như thế nào về thị trường ạ? Theo quan điểm của tôi thì cái tâm lý là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là giao dịch và kết quả của nhà đầu tư. Thì chúng ta đừng có nghĩ là có thể là nền kinh tế hay là kết quả kinh doanh doanh nghiệp hay là các cái thông tin khác, nhưng tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất đó là cái việc là tâm lý. Bởi vì mọi quyết định của chúng ta đều cái đến cái việc là tâm lý mà. Thì ở hiện tại thì tôi thấy là tâm lý của nhà đầu tư là cách đây một tháng là khá hoang mang. Đấy, khi mà thị trường khả giá là khá giảm khá là sâu. Còn bây giờ hiện tại thì tâm lý đã khá cân bằng hơn rồi. Còn đối với bản thân tôi thì tôi thấy tâm lý của tôi hiện giờ lại là tích cực. Và tôi nghĩ đây là một cái cú giảm có thể là đưa cái chiết khấu về giảm khá sâu. Khi chúng ta quay trở lại đây chừng khoảng hơn một tháng trước đi, khi mà chỉ số VN-Index ở vùng 1.000, tiệm cận 1.250 điểm, thì nếu mà chúng ta thời điểm đó mà chúng ta nghĩ nếu mà thị trường về giảm với 1.030 điểm thì hoặc là sắp chỉ 1.000 điểm thì có mua hay không? Tất nhiên chúng ta rất là mua rất nhiều. Vậy thì khi mà thị trường giảm về đó thì phần lớn là nhà đầu tư lại là trái chiều, lại là non tay, lại là lo sợ. Đấy, khi bị tâm lý nó tác động rất là tích cực, rất là tiêu cực đến nhà đầu tư khi mà trong một khoảng thời gian rất là ngắn thị trường sụt giảm rất là mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ lại thì phần lớn trong khi mà thị trường sụt giảm mạnh như thế lại là cơ hội. Thì những lúc như thế thì tâm lý chúng ta ngược lại, chúng ta phải nên hành động ngược lại. Lẽ ra thời điểm đó chúng ta hãy nên hy vọng thì chúng ta lại sợ hãi. Mà có những lúc thị trường nó tăng cao quá thì chúng ta lại trở nên là hy vọng nhiều quá, mà đáng lẽ là chúng ta phải sợ hãi. Còn thời điểm ở đây thì tôi thấy là tâm lý là khá là cân bằng. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi vẫn view về cái tin là tích cực về thị trường hơn. Vâng, như vậy là với câu chuyện về tâm lý thì thay vì là chúng ta bi quan với thị trường thì chúng ta nên có góc nhìn tích cực hơn với thị trường và tìm kiếm những cơ hội nếu như thị trường có điều chỉnh, đúng không ạ? Vâng. Và vừa rồi thì hai vị chuyên gia cũng đã trao đổi khá là nhiều về lực với thị trường chứng khoán hiện nay, thì chúng ta sẽ còn trao đổi thêm một chút nữa về các lực đẩy của thị trường chứng khoán. Và xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của sàn chứng khoán Info. Với lực đẩy của thị trường chứng khoán thì trong giai đoạn hiện tại chúng ta đang có một số các lực đẩy giúp cho thị trường chứng khoán có thể tiếp tục tăng điểm. Thứ nhất là về định giá rẻ, thứ hai là về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ có sự phục hồi trong giai đoạn sắp tới. Thứ ba là về mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là từ 6 cho tới 6,5%. Và thứ tư là về lãi suất đang khá là rẻ. Và thứ năm là áp lực tỷ giá hạ nhiệt. Ở đây thì tôi thấy rằng là đang có một số các lực đẩy giúp cho thị trường chứng khoán có thể tiếp tục tăng điểm trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi nhiều hơn một chút nữa về cái câu chuyện lãi suất, và cùng với đó là các cái gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho các khoản vay mới. Nhiều ngân hàng thương mại đang tiếp tục điều chỉnh giảm lãi vay đối với dư nợ hiện hữu để thúc đẩy nhu cầu vay vốn trên thị trường, hỗ trợ các khách hàng. Và không chỉ lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng tiếp tục giảm nhanh. Từ ngày mùng 10 cho tới ngày 11 thì ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đang tiếp tục giảm từ 0,1 cho tới 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi. Hiện lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng này kỳ hạn 12 tháng trở lên chỉ còn là 5% một năm. Và như vậy là với cái câu chuyện về lãi suất hiện tại cũng như là về các cái chính sách điều hành của chính phủ về chính sách tiền tệ, thì trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về mặt bằng lãi suất hiện nay ạ? Thực sự về mặt bằng lãi suất hiện nay thì hôm vừa rồi chúng tôi có thống kê, đó là hôm mùng 10 tháng 11 thứ 6 tuần trước. Thì thống kê của tổng thể là khoảng 30 ngân hàng thì chúng tôi nhận thấy rằng mức lãi suất đầu vào hiện nay của các ngân hàng đã ở mức thấp kỷ lục, tức là mức thấp tương đương với cuối năm 2021 đầu năm 2022, khi mà lãi suất huy động chỉ độ trên 5%, 5-6%. Ngay cả những cái ngân hàng không đồng ấy, thì huy động cũng chỉ về 6% rồi. Còn cá biệt ví dụ như có ACB huy động một năm có 4,7%, rồi là Vietcombank có 5%. Thì như vậy là cái lãi suất đầu vào quý 4 này đã giảm rất mạnh, và kỳ vọng rằng giá vốn của các ngân hàng cũng giảm rất sâu vào cái quý 4 năm 2023 cũng như đầu năm 2024. Thì sau đó trễ hơn một chút, đó là lãi suất cho vay ra hiện nay cũng đã giảm rất sâu rồi. Thậm chí tôi có những người bạn có thể vay Vietcombank với lãi suất có 6,5% rồi. Thì điều đó cho thấy rằng là cái lãi suất thực của thị trường chúng ta cũng đã giảm rất mạnh rồi. Còn lãi suất thực nhiều nhà đầu tư cho rằng chỉ xem trên TV thôi thì tôi cho rằng đó là cách đây vài tháng thôi. Còn hiện nay là lãi suất thực đã giảm, minh chứng bằng việc là ok, giá vốn vào đã giảm và NIM của các ngân hàng thậm chí còn giảm. Thì cho thấy là cái lãi suất cho vay của ta, đầu ra của họ là giảm thực sự, giảm thực sự. Và cái việc giảm này thì mới thực sự mạnh từ cái đầu tháng 11 năm 2023 này. Thế do đó cái vấn đề tác động của lãi suất rẻ này ấy, thì tôi cho rằng là sẽ đến vào đầu năm 2024 và đến giữa năm 2024 thì tác động sẽ rất mạnh. Thì lúc đó là một cái lực đẩy quan trọng và rất tốt đối với thị trường chứng khoán dựa trên góc độ như sau. Thứ nhất, đó là giá vốn đầu vào của các doanh nghiệp niêm yết sẽ giảm sâu nhờ vào lãi suất rẻ, từ đó giúp chi phí tài chính giảm và lợi nhuận gia tăng. Thứ hai, khi cái lãi suất thấp ý,
thì sẽ khiến cho cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta vốn bị bế tắc trước đây thì sẽ được khơi thông và tăng trưởng mạnh hơn. Thì khi tăng trưởng tín dụng mạnh hơn thì rõ ràng sẽ là có một cái lượng tiền bơm ra nền kinh tế lớn hơn, trong đó có một phần vào thị trường chứng khoán. Và cái yếu tố thứ ba là khi lãi suất rẻ, lãi suất thấp ấy thì sẽ khiến cho cái định giá của thị trường chứng khoán cao lên, bởi vì thị trường chứng khoán là một cái kênh tài sản rủi ro và có cái mức biến động nghịch so với lãi suất. Lãi suất thấp thì PE, định giá thị trường chứng khoán sẽ cao hơn. Thì đó chính là những cái lực đẩy rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian cuối 2023 cũng như 2024. Vâng, vừa rồi thì anh Phục cũng có vừa chia sẻ về cái định giá của thị trường, và định giá P/E của thị trường hiện tại thì đang ở vùng đấy là 13,6 lần. Vậy thì liệu rằng với cái định giá như thế này thì đã đủ hấp dẫn với nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại hay chưa? Với góc nhìn của anh Khánh thì sao với cái định giá của thị trường ạ? Với cái mức định giá của thị trường hiện tại thì nó đã cũng thấp hơn mức trung bình mà 5 năm gần đây là hơn 14.x rồi. Và cái mức định giá này thì nói là theo quan điểm của tôi là khá hấp dẫn, khi mà cái tiến tới cái quý 4 thì cái mức tăng trưởng là nó sẽ được kỳ vọng nó sẽ tăng mạnh hơn và sẽ đưa cái PE về dù khoảng là 11 lần. Thì đây lại là một cái mức chiết khấu rất là tốt nữa của thị trường. Trong khi đó, nếu mà chúng ta so sánh quy chiếu cả hai cái chỉ số PE của thị trường là 13,6 lần với cái PE của tiền gửi đi. Hiện tại như anh Phục chia sẻ là cái lãi suất hiện tại đang rất thấp, lãi suất cho vay cũng giảm rồi, và lãi suất gửi tiết kiệm thì dao động trong từ là 5.2 đến chừng khoảng là 5.5%. Vậy chúng ta tính cái PE của lãi suất đi thì nó chỉ rơi khoảng 19 lần. Thì có nghĩa là PE của thị trường là 13,6 và PE của tiền gửi là hơn 19 lần. Vậy có một cái sự chênh lệch giữa cái việc là đầu tư vào chỉ số VN-Index và cái việc là chúng ta gửi tiền tiết kiệm. Mà trong khi đó thì cái xu hướng lãi suất vẫn tiếp tục giảm, bởi vì chúng ta đang neo giữ cái việc là chính sách tiền tệ nới lỏng để mà phục hồi hỗ trợ tăng trưởng. Khi cái mục tiêu tăng trưởng của năm 2024 là từ 6-6,5%. Trong khi đó thì cái quý 4 với kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tốt hơn khi mà quý 4 năm ngoái là cái mức đáy của thị trường. Thì với những cái so sánh như thế chúng ta thấy đang có một cái sự chênh lệch, mà cái sự chênh lệch này đang xa, ngày càng xa, có xu hướng xa ra. Vậy thì với sự như thế thì chúng ta nghĩ rằng thị trường chứng khoán hiện tại đang hấp dẫn rất hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta gửi tiền tiết kiệm. Vâng, như vậy là nếu như mà xét về các yếu tố về mặt lãi suất này, về cái câu chuyện về định giá của thị trường thì chúng ta thấy rằng là thị trường đang rất là hấp dẫn và đang tạo ra rất nhiều các cơ hội đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên thì có một câu chuyện nữa mà nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại cũng đang khá là quan tâm, đấy là câu chuyện về mặt tỷ giá. Nếu như mà trong giai đoạn vừa qua khi mà thị trường điều chỉnh giảm thì tôi thấy rằng là một trong những nguyên nhân đó là về phần tỷ giá của thị trường, khi mà tỷ giá của chúng ta tăng lên và cũng khiến nhà đầu tư rất là lo ngại. Vậy còn trong giai đoạn hiện tại thì sao? Câu chuyện này, câu chuyện tỷ giá đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì anh Phục, anh có đánh giá như thế nào về câu chuyện này? Vâng, về câu chuyện tỷ giá thực sự là một cái sự lo ngại rất lớn, không chỉ đối thị trường chứng khoán mà toàn nền kinh tế của chúng ta. Thì giai đoạn vừa rồi thì tỷ giá cũng có một cái sự tăng cũng khá mạnh, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023 vừa qua. Thì cái việc tăng nó có thể lên đến 4-5% trong vài tháng vừa qua. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là tỷ giá trong nửa tháng gần đây đã có một cái sự suy giảm cũng khá là mạnh rồi, ổn định rồi. Thì cái vấn đề tỷ giá theo cá nhân tôi thì chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu, ngay cả trong cái đợt cao điểm tháng 10 năm 2023, bởi những cái lý do như sau. Thứ nhất, đó là cái tỷ giá của chúng ta nằm ở bị mất giá Việt Nam đồng mạnh giai đoạn đó, không phải là do nội tại của Việt Nam yếu kém, và vấn đề là do đồng đô la Mỹ nó quá mạnh. Thì từ đó là gần như tất cả các cái đồng tiền đều mất giá so với đô la. Chúng ta nhìn sang ngay cả nước Nhật Bản chẳng hạn, tỷ giá của đồng yên thậm chí còn mất giá nhiều hơn Việt Nam đồng rất nhiều. Rồi là đồng won của Hàn Quốc cũng mất giá nhiều hơn so với Việt Nam đồng rất nhiều. Rồi là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng vậy, hay là các cái nước khác. Thì do đó đấy là một cái sự mất tỷ giá chung của đa phần các nền kinh tế. Thế do đó là không có sự lo ngại quá nhiều. Còn nếu mà riêng Việt Nam mà bị mất giá như thế là có vấn đề. Ví dụ nếu Việt Nam mà bị mất giá như thế thì vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, liên quan đến nợ công đủ thứ của chúng ta sẽ rất phức tạp. Nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta mất giá, hàng xóm chúng ta cũng mất giá, vân vân. Thì rõ ràng cái tác động đến của chúng ta nó sẽ thấp hơn là thứ nhất. Thứ hai là cái vấn đề liên quan đến tỷ giá, chúng ta cần phải xem xét các cái yếu tố trong tương lai như nào. Đó là những yếu tố ảnh hưởng như nào. Đó là thứ nhất là vấn đề xuất nhập khẩu dòng của chúng ta năm nay dự báo phải lên đến 25 tỷ đô. Tức là xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu 25 tỷ đô. Thì cung cấp một cái lượng ngoại tệ rất lớn dồi dào cho chúng ta. Thứ hai là đầu tư FDI năm nay của chúng ta vẫn tăng. Thì dự kiến có thể FDI giải ngân lên đến 15-17 tỷ đô trong năm nay của chúng ta. Như vậy chúng ta có hơn 40 tỷ đô rồi. Vấn đề thứ ba đó là kiều hối của chúng ta. Thì dự báo năm nay vẫn có sự tăng trưởng nhất định. Thì kiều hối của chúng ta cũng chủ yếu đô la. Thì cũng có thể là lên đến hơn chục tỷ đô la nữa. Thì do đó là chúng ta có một cái thặng dư rất lớn về cái ngoại tệ lên đến 50 tỷ đô. Còn về đầu ra của chúng ta là gì? Đầu ra của chúng ta đó là đi du học, đó là đi chữa bệnh nước ngoài,
đó là việc chuyển tiền ra mua bất động sản, hay là có một số là họ gọi là lấy quốc tịch hay vân vân, thì những cái số đó thì nó không quá, không thể lớn hơn so với cái lượng vào của chúng ta. Từ đó thì cái áp lực lên tỷ giá của chúng ta trong cái thời gian dài hạn là không phải quá lớn. Thế do đó là cái rủi ro liên quan đến tỷ giá hiện nay thì đối với thị trường chứng khoán nói riêng và thị nền kinh tế của chúng ta nói chung thì là không quá lớn. Không quá lớn. Thế do đó là cái vấn đề đó thì chúng tôi cho rằng là cũng không cần phải quá lo ngại về vấn đề tỷ giá. Vâng, như vậy là nếu như mà nói về các câu chuyện về vĩ mô hiện tại cũng như là về các biến số ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chung, thì vừa rồi thì các vị chuyên gia cũng đã có chia sẻ rằng là với các biến số này thì trong giai đoạn hiện tại chúng ta cũng không cần phải quá tiêu cực với các thông tin này, đúng không ạ? Và thưa quý vị, đến nay thì mặc dù là thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục đà tăng điểm, nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận hai phiên giảm điểm liên tiếp vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 và hôm qua là thứ Hai ngày 13 tháng 11. Vậy còn những phiên giao dịch còn lại của tuần này thì sẽ như thế nào? Hãy cùng đến với kịch bản thị trường từ ngày 14 cho tới ngày 17 tháng 11 của chương trình sàn chứng khoán Infor. Ở đây thì chúng tôi đang có 3 kịch bản cho VN-Index từ ngày 14 cho tới ngày 17 tháng 11. Với kịch bản thứ nhất thì VN-Index sẽ duy trì xu hướng giảm điểm, kiểm định lại mốc 1060 tới vùng 1080 điểm. Với kịch bản thứ hai, VN-Index sẽ tiếp tục giằng co quanh biên 1100 cho tới vùng 1110 điểm, sau đó thì sẽ trở lại đà giảm như kịch bản 1. Và với kịch bản 3 thì VN-Index sau khi giằng co quanh biên từ vùng 1100 cho tới vùng 1110 điểm thì sẽ bật tăng và vượt được vùng 1150 điểm. Và như vậy thì với 3 kịch bản này của VN-Index thì trên góc nhìn của anh Kháng, anh đánh giá ra sao về 3 kịch bản này và với kịch bản nào thì sẽ có xác suất khả năng diễn ra cao hơn với thị trường hiện nay ạ? Với tôi thì đang view về cái thiên tín hiệu tích cực, cho nên là tôi đang thiên về cái kịch bản số 3. Nhưng mà lên cái mốc 1150 điểm trong tuần này thì tôi nghĩ là cũng là tích cực quá, cho nên là tôi thiên về giữa cái trung bình, nhịp trung bình giữa kịch bản 2 và kịch bản 3. Có nghĩa là chỉ số VN-Index đã về cái vùng tiếp cận về cái vùng là 1100 rồi đấy, và thậm chí còn nhúng xuống là 1093 điểm, và đang có cái sự bùng nổ lên, và hiện tại thì đang giao dịch quanh ngấp gần cái vùng là 1110 điểm, thì tôi thấy là cái tín hiệu tích cực đang dần dần được sáng tỏ hơn, và tôi view là cái kịch bản số 3 nó sẽ nhiều hơn. Vâng, như vậy là với kịch bản số 3 đấy là thị trường sẽ giằng co quanh biên 1100 cho tới 1110 điểm và sau đó thì sẽ bật tăng được vùng 1150 điểm, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy còn trên góc nhìn của anh Phục thì sao? Với 3 kịch bản này thì anh nghiêng hơn về kịch bản nào ạ? Thực sự là từ trước đến nay thì quan điểm tôi đoán ngắn hạn thì cũng rất hạn chế, bởi vì mình đoán ngắn hạn thì thường là rất là khó đoán, và cái xác suất đúng nó hên xui đó. Thế là nhà này thì tôi lại thiên hơn một chút về cái việc là nếu mà có sự điều chỉnh chẳng hạn thì nhà đầu tư có thể nhặt các cái cổ phiếu tỷ lệ cổ tức cao gấp rưỡi gấp đôi lãi gửi ngân hàng, là một cơ hội đầu tư rất tốt trong cái giai đoạn lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay đó. Thì đấy là tôi thiên về cái câu chuyện đó hơn, và về cái tầm nhìn dài hơn thì tôi lại thiên về cái yếu tố tích cực. Thì về dài hạn thì tôi cho rằng là cái mốc 1100 thì nó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Thì tôi cho rằng nó cũng sẽ có khả năng cũng sẽ sớm vượt thôi. Đấy, nhưng mà để trong tuần này thì rất là khó để nhận định ngắn hạn. Vâng, như vậy là nếu như mà trong tuần thì rất khó để có thể là xác định là thị trường sẽ vượt được vùng bao nhiêu và chính xác là vùng bao nhiêu điểm. Nhưng mà ở đây tôi thấy rằng là cả hai vị chuyên gia thì đều đang có góc nhìn khá là tích cực với thị trường chung. Vậy trên góc nhìn của anh Kháng, nếu như thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại là một cơ hội thì anh sẽ lựa chọn các cái nhóm ngành nào, cũng như là trong các nhóm ngành đó thì chúng ta có thể gợi ý một số cổ phiếu được không ạ? Về riêng về các cái nhóm ngành thì tôi quan sát mấy cái phiên phục hồi thì tôi thấy là tôi ưu tiên chọn những cái nhóm ngành là tăng trưởng và vận động tích cực hơn so với thị trường. Thì quan điểm của tôi đó, sau khi quan sát thị trường trong những cái phiên bùng nổ thì tôi nhận thấy tôi ưu tiên thứ nhất là nhóm bất động sản, thứ hai là nhóm chứng khoán, và thứ ba là nhóm nguyên vật liệu, thì trong đó có thép, đá và thậm chí là có cả dầu khí. Thì đó là những nhóm ngành mà quan điểm của tôi là tích cực. Thì với những cái nhóm ngành đó thì về bất động sản thì tôi ưu tiên những cái cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh lợi nhuận tăng trưởng và có kỳ vọng là quý 4 mà có thể tiếp tục ấn tượng hơn, ví dụ như bất động sản khu công nghiệp, bất động sản về dân cư, thì một vài cái cổ phiếu theo quan điểm của tôi là ví dụ như là Nam Long hoặc là Khang Điền, thậm chí nếu mà chúng ta mạo hiểm hơn thì tôi thấy đích ở cái vùng này cũng có thể là mua được, mặc dù nó có yếu tố là hơn đầu cơ một tí cũng như anh Phục chia sẻ lúc đó, nhưng mà quan điểm của tôi thì vẫn có thể mua tốt. Về nhóm bất động sản ở khu công nghiệp thì tôi thấy một số cổ phiếu mà có tăng trưởng thì ví dụ như là SSC hoặc là VGC, đó cũng là một cái nhóm cổ phiếu tốt. Về dầu khí thì tôi vẫn view là PVS, PVD, thậm chí là cả PVT nữa. Đấy, về nhóm nguyên vật liệu ví dụ như thép thì các bạn cũng đều biết rồi. Hòa Phát thì vẫn là một cái tên đầu ngành rồi. Thì đó là một vài cổ phiếu mà tôi nghĩ rằng
Ở cái thời điểm hiện tại thì tôi thấy là cái sự vận động của nhóm cổ phiếu đó vẫn đang khá là tích cực so với cái thị trường chung. Vâng, như vậy là với góc nhìn của anh Kháng thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn với các nhóm ngành cũng như là với các cổ phiếu trong các nhóm ngành đó. Và trong tuần này thì nhà đầu tư cũng đang khá là quan tâm tới một thông tin nữa, đấy là sẽ là tuần đáo hạn phái sinh trong tháng 11. Vậy trên góc nhìn của anh Phục, với các cái phiên đáo hạn phái sinh thì rõ ràng là trong góc nhìn về chung và dài hạn thì không tác động quá nhiều đối với thị trường. Nhưng mà trong ngắn hạn và đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại khi mà thị trường chạm vùng MA200 chưa vượt qua được thì phiên đáo hạn phái sinh liệu rằng có phải là một trong những phiên mà khiến nhà đầu tư cần phải lưu ý không ạ? Vâng, về cơ bản thị trường chứng khoán của chúng ta như đã biết là quyết định bởi 80 đến 90% là các nhà đầu tư cá nhân, và phái sinh của chúng ta thì cũng rất sôi động, thì có thể nói nếu phái sinh nếu quy ra giá trị thậm chí còn lớn hơn cả thị trường cơ sở cơ, thì do đó là sẽ có tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán nói chung của chúng ta. Bởi vậy cho nên là những cái phiên đó thì cá nhân tôi thì cái việc dự đoán thì nó cũng rất khó, bởi vì những phiên đó họ có thể đảo chiều trước đó ngay một phiên. Tức là nếu mà trước đó một phiên thì diễn biến của thị trường cơ sở lệch thì người ta có thể đảo chiều ngay lập tức, từ long sang short, từ short sang long. Thì cái việc biến động này thì dự báo trước từ hôm nay thì nó sẽ rất khó. Nhưng mà có một cái điều chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta chuẩn bị kịch bản. Nếu mà phiên hôm đó mà có sự bùng nổ quá mạnh chẳng hạn, nhà đầu tư ngắn hạn có thể bảo vệ thành quả bằng cách chốt lời đợi. Hoặc là phiên hôm đó mà là cái phiên giảm 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 mạnh chẳng hạn, thì lại là dựa vào những cái, lại là cơ sở để chúng ta nhập vào những cái cổ phiếu tốt. Từ đó thì có thể đạt được cái lợi nhuận cao trong tương lai. Thì những cái cổ phiếu thì như anh Kháng vừa chia sẻ rất thú vị, nhà đầu tư có thể quan tâm. Vâng, và xin cảm ơn sự chia sẻ thật sự là rất hữu ích của các vị khách mời xung quanh chủ đề phục hồi hay lại rơi. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì xin mời quý vị khán giả cùng các vị chuyên gia nghỉ trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chứng khoán có thể hiểu ngắn gọn là các loại giấy tờ có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ được các tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật. Chứng khoán có thể theo hình thức chứng chỉ, dữ liệu điện tử hay bút toán ghi sổ. Nhà đầu tư mua chứng khoán thể hiện mối quan hệ chủ sở hữu một phần vốn góp cổ phiếu hay quan hệ chủ nợ trái phiếu đối với doanh nghiệp. Đây được coi như là một loại hàng hóa của thị trường chứng khoán, có thể mua bán giao dịch trên thị trường hoặc nắm giữ như tiền. Chứng khoán hiện nay được chia thành 3 loại phổ biến nhất. Chứng khoán vốn chính là cổ phiếu phổ thông. Đây là loại chứng khoán được công ty cổ phần phát hành và thể hiện quyền sở hữu một phần vốn, tài sản của công ty đối với cổ đông. Người sở hữu chứng khoán vốn được trả cổ tức nếu công ty hoạt động kinh doanh tốt và được hưởng lợi từ việc bán chênh lệch giá, mua thấp bán cao. Ngoài ra, nhà đầu tư sở hữu chứng khoán vốn thường có quyền biểu quyết các hoạt động quan trọng của công ty. Trong trường hợp phá sản, giải thể thì cổ đông sẽ nhận lại được các khoản tiền còn lại khi công ty thanh toán xong các khoản nợ. Chứng khoán vốn được phát hành dưới dạng cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường, chứng chỉ quỹ. Chứng khoán nợ là loại chứng khoán dùng để xác nhận mối quan hệ người cho vay và người đi vay. Việc sở hữu chứng khoán nợ hay trái phiếu công ty thể hiện chủ sở hữu là chủ nợ và công ty phải có trách nhiệm hoàn trả. Chứng khoán nợ thể hiện số tiền cho vay, lãi suất, kỳ hạn, thời gian đáo hạn. Trong trường hợp công ty phá sản và không đủ tiền trả nợ thì chủ sở hữu loại chứng khoán này sẽ được ưu tiên thanh toán trước. Chứng khoán nợ thường được phát hành dưới dạng trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán được thế chấp. Ngoài ra, còn tồn tại loại chứng khoán lai có đặc tính của cả chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Tuy nhiên, loại chứng khoán này vẫn có xu hướng thiên về chứng khoán nợ nhiều hơn. Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính được thiết lập để xác định quyền và nghĩa vụ giữa hai bên ở thời điểm hiện tại về một giao dịch sẽ được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai. Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có giao dịch chứng khoán phái sinh và giá của nó phụ thuộc vào giá trị số VN30. Thông thường, chứng khoán phái sinh luôn tồn tại mức rủi ro cao hơn rất nhiều so với chứng khoán thường. Đặc điểm của chứng khoán, tính thanh khoản. Chứng khoán có khả năng chuyển đổi thành tiền nhanh hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường thứ cấp. Các loại chứng khoán khác nhau có khả năng chuyển nhượng khác nhau. Tính rủi ro. Mỗi loại chứng khoán có mức rủi ro khác nhau, ngoài ra còn có rủi ro thị trường, lạm phát và rủi ro chính trị cũng tác động trực tiếp đến loại tài sản tài chính này. Tính sinh lợi, chứng khoán là một tài sản tài chính mà khi nhà đầu tư sở hữu đều mong muốn nhận được một khoản thu nhập lớn hơn trong tương lai. Thu nhập này chủ yếu có được từ cổ tức được chia hoặc việc tăng giá chứng khoán trên thị trường. Trở lại với trường quay của chương trình Sàn Chứng khoán Info với chủ đề phục hồi hay lại rơi. Thưa quý vị, có một số nhà đầu tư đang khá là lo ngại với các doanh nghiệp mà có điều chỉnh giảm về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cuối năm. Vậy thì trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về các doanh nghiệp mà điều chỉnh giảm về kế hoạch kinh doanh cũng như là cái hành động của nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại phù hợp với các doanh nghiệp này thì sẽ là như thế nào? Vâng, thực ra là nhà đầu tư khi đầu tư vào các doanh nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải theo dõi bám sát về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từng quý. Nếu họ bám sát doanh nghiệp kinh doanh từng quý thì rõ ràng họ sẽ không có những cái sự bất ngờ trước cái việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh này. Bởi vì ba quý đã hiện ra rồi, đúng không? Thế thành ra là chúng ta cũng không cần phải hoảng loạn trong cái lúc này. Và lúc này chúng ta cần phải cân đối như này. Với cái kết quả kinh doanh điều chỉnh như thế, với những kết quả kinh doanh đã thực hiện 9 tháng như thế, thì bây giờ giá cổ phiếu đã phản ánh điều đó chưa? Nếu mà giá cổ phiếu chưa phản ánh sự khó khăn mà vẫn rất cao chẳng hạn,
định giá cao thì chúng ta có thể bán ra, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu mà giá cổ phiếu đã phản ánh toàn bộ những cái khó khăn đó rồi, về vùng gọi là hấp dẫn rồi chẳng hạn, thì chúng ta cứ yên tâm nắm giữ, hoặc thậm chí là chúng ta có thể mua vào chính những cái giai đoạn này. Bởi vì những cái giai đoạn nào mà xác định nếu mà khó khăn nhất đã qua chẳng hạn, thì lại là một cơ hội để đầu tư rất tốt cho tương lai. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu đầu tư chứng khoán của chúng ta là đầu tư vì kỳ vọng tương lai là chính, chứ không phải là vì hiện tại. Hiện tại thì cho biết là đắt hay rẻ, nhưng mà kỳ vọng phải là kỳ vọng về tương lai. Còn nếu những có những cái doanh nghiệp hiện nay, vẫn có một số ít những doanh nghiệp hiện nay đang khó khăn và thậm chí trong tương lai còn rất khó khăn nữa, thì chúng ta cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi những doanh nghiệp đó. Đó thì đấy là những cái lưu ý của tôi. Bên cạnh đó thì có một cái nốt rất thú vị như này. Tôi thì hay quan sát lãi suất, thế thành ra là những khi lãi suất bắt đầu có dấu hiệu giảm sâu ấy, mà những cái doanh nghiệp có cái chi phí tài chính rất lớn, nhưng mà phải xác định được rằng là sức khỏe tài chính họ vẫn ok, họ vẫn trụ được và thậm chí phát triển được, thì trong năm 2024 cái chi phí tài chính sẽ giảm rất sâu. Thì cái kết quả của những cái doanh nghiệp đó sẽ lại tăng trưởng khá là mạnh trong năm 2024. Thì đấy là một cái nốt rất hay. Nếu mà những cái doanh nghiệp có lợi nhuận giảm nhưng vì cái chi phí tài chính cao, nhưng mà doanh nghiệp vẫn khỏe, thì lại là một cơ hội rất tốt như vậy. Vâng, như vậy là với chia sẻ vừa rồi của anh Phục thì tôi cũng thấy rằng là với cái nốt đó của anh thì cũng khá là hấp dẫn với nhà đầu tư. Chúng ta có thể tìm kiếm các cái doanh nghiệp mà có thể là trong giai đoạn hiện tại khi mà mặt bằng lãi suất đang ở mức rất là thấp, và trong xu hướng tương lai thì mặt bằng lãi suất cho vay cũng sẽ có xu hướng giảm theo. Thì những cái doanh nghiệp mà có cái chi phí tài chính cao trong giai đoạn hiện tại thì trong tương lai khả năng lại là một khoản mà ghi nhận được vào doanh thu và lợi nhuận, đúng không ạ? Và ở đây thì tôi thấy rằng là trong giai đoạn này thì với quan điểm của anh Kháng thì anh đang đầu tư vào một số các nhóm ngành, nếu như mà thị trường có chiết khấu thêm thì đang đầu tư vào các nhóm cổ phiếu chứng khoán như là nhóm chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản, hay là nhóm cổ phiếu thép, hay một vài các nhóm cổ phiếu khác nữa. Vậy còn trên góc nhìn của anh Phục thì sao? Nếu như mà thị trường chứng khoán giảm điểm thì anh sẽ ưu tiên hơn cho nhóm ngành nào, cũng như là trong các nhóm ngành đó thì anh sẽ lựa chọn các cổ phiếu ra sao ạ? Ở đây thì chúng tôi đang có xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi cái dòng tiền của thị trường chứng khoán để anh Phục có thể lựa chọn các nhóm ngành để tham gia đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Với góc nhìn của anh ạ. Vâng, về cơ bản thì lúc này thì tôi lại khá là thích các cái nhóm ngành như sau. Thứ nhất là về cái nhóm ngành ngân hàng, thì nhóm này thì định giá rẻ và cái dòng tiền tốt. Và quan điểm của tôi là tôi đầu tư dài hạn, nên là tôi ưu tiên cái nhóm này. Thứ nhất, thứ hai là cái nhóm bán lẻ. Thì tôi cũng nhận thấy rằng là có một cái sự tạo đáy từ cách đây quý 2, quý 3 vừa rồi, và bây giờ có sự phục hồi nhất định, và một số cổ phiếu bán lẻ thì hiện nay có mức định giá chiết khấu khá là cao. Thì đấy là nhóm thứ hai. Và nhóm thứ ba tôi quan tâm lúc này đó là nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì khi thị trường hồi lại trở lại thì cũng có một số cổ phiếu chứng khoán rẻ sẽ có sự tăng giá khá là tốt. Và nhóm thứ tư tôi quan tâm lúc này nữa đó là nhóm đầu tư công. Chính nhóm đầu tư công trong 9 tháng vừa qua kết quả kinh doanh gọi là về cơ bản không được như kỳ vọng. Thế thành ra là khá nhiều các cổ phiếu đầu tư công đã có một sự điều chỉnh khá tốt. Tuy nhiên thì vẫn có một số doanh nghiệp đầu tư công ở trong đó, thì phải đến năm 2024 thì thực sự cái kết quả kinh doanh từ cái đầu tư công mới phản ánh vào cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thì do đó là tôi quan tâm đến cả cái nhóm ngành như vậy. Vâng, như vậy là với chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả đang được tham khảo rất là nhiều các nhóm ngành. Và trong các nhóm ngành đó thì chúng ta cũng đang có rất nhiều sự lựa chọn với các cổ phiếu mà các vị chuyên gia đã có vừa chia sẻ. Và cảm ơn các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin hữu ích xung quanh chủ đề phục hồi hay là lại rơi. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị khán giả nghỉ trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ lưu ký, chứng khoán phái sinh, các loại chứng khoán khác do chính phủ quy định. Đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư là tổ chức cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán. Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết. Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua bán, nắm giữ chứng khoán. Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao các chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký. Tài khoản chứng khoán là tài khoản mở tại công ty chứng khoán mà các nhà đầu tư dùng để mua bán, nắm giữ cổ phiếu và các chứng khoán khác trên thị trường. Tài khoản lưu ký
là tài khoản mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác định quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ tức là lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông, có thể là tiền hoặc cổ phiếu. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua hoặc được quyền bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện. Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định. Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh. Vâng, và quay trở lại với phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được điểm qua một số các chỉ số hiện tại. Với VN-Index thì đang giao dịch quanh vùng 1.112 điểm và tăng 12,49 điểm, tương đương mức tăng 1,14%. Chỉ số trên sàn HNX thì đang tăng nhẹ 2,84 điểm, tương đương mức tăng 1,26%. Và chỉ số trên sàn Upcom thì đang tăng 0,63 điểm, tương đương mức tăng 0,73%. Và với bức tranh tổng quan nhất của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay, thì chúng ta thấy rằng thị trường vẫn đang đa phần là được bao phủ với sắc xanh và đã xuất hiện một vài sắc tím với các nhóm cổ phiếu như là ngân hàng và nhóm chứng khoán. Và còn với các sắc đỏ thì đang xuất hiện ở nhóm cổ phiếu tài nguyên như là cổ phiếu HPG, cổ phiếu Nam Kim. Với cổ phiếu nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy rằng các nhóm cổ phiếu như là STB, cổ phiếu SHB, cổ phiếu TB Bank, cổ phiếu MB Bank thì đều đang có mức tăng từ gần 2% cho tới gần 3%. Còn cổ phiếu EIB hiện tại đã tăng trần với mức tăng 6,74%. Cổ phiếu thuộc nhóm dịch vụ tài chính là nhóm chứng khoán thì có SSI tăng 1,75%, cổ phiếu VX tăng 3,76%, cổ phiếu SHS đang tăng 3,43% và cổ phiếu tím là cổ phiếu EVF đang tăng 6,9%. Các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản như Novaland, DIG, PDR, cổ phiếu VHM cũng đều đang có mức tăng từ gần 1% cho tới 3,1%. Các cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ thì chúng ta có MWG, DigiWorld, cổ phiếu PNG thì đang tăng từ 1 cho tới gần 4%. Và với giao dịch khối ngoại trong phiên giao dịch sáng nay thì khối ngoại vẫn đang duy trì đà bán ròng và tính tới thời điểm hiện tại thì tỷ trọng bán ròng của khối ngoại đang lên tới 286 tỷ đồng. Và thanh khoản của thị trường trong phiên giao dịch sáng nay thì tính tới thời điểm hiện tại đang ghi nhận mức thanh khoản là 7.400 tỷ đồng. Và với thanh khoản này thì đang cao hơn so với các phiên giao dịch trước đó. Chúng ta thấy rằng là một vài các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản và nhóm cổ phiếu thép thì đang có HPG, Nam Kim và HSG đa phần là đều đang giảm điểm. Và mức giảm thì cũng khá là nhẹ nhàng từ 0,2 cho tới 0,7%. Vậy còn trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về diễn biến sáng nay của nhóm cổ phiếu thép ạ? Vâng, về cơ bản là nhóm diễn biến của nhóm cổ phiếu thép thì điều này thì cũng đi ngược với thị trường chung một chút đúng không ạ? Tuy nhiên thì với việc giảm điểm nó không quá lớn. Thì tôi cũng cho rằng là nó cũng bình thường thôi chứ không có gì là quá bất ngờ cả. Bởi lẽ là thứ nhất là về cơ bản là nhóm này thì hôm qua đã có một phiên tăng khá là mạnh so với thị trường rồi. Thị trường hôm qua thì có một cái sự điều chỉnh đúng không ạ? Thì nhóm thép thì hôm qua lại có một sự tăng tốt. Thì hôm nay có thể là một cái phiên trả bù. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây đó là cái việc giá điện vừa rồi đã tăng khoảng 4,5%. Thì khi giá điện tăng thì phần nào sẽ tác động xấu nhất định đến các cái doanh nghiệp thép. Ví dụ như những cái doanh nghiệp thép mà không tự chủ được điện ý, thì họ sẽ bị giảm lợi nhuận khá nhiều đấy. Tức là trong các cái giá thành để sản xuất thép ấy thì ngoài việc nguyên vật liệu thì cái giá điện là cái cấu thành lớn thứ hai, thứ ba trong cái tổng chi phí để sản xuất thép. Thì do đó là khi giá điện tăng tới 4,5% sẽ tác động khá nhiều đến cái kết quả kinh doanh nhất định của các doanh nghiệp thép. Thì điều này thì có thể là ảnh hưởng đến phần nào cái tâm lý nhà đầu tư trong đối với cổ phiếu thép trong giai đoạn ngắn hạn này. Vâng. Còn ở đây chúng ta thấy rằng là thanh khoản thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay có sự cải thiện đáng kể và đang
tính tới thời điểm hiện tại thì đang cao hơn so với trung bình 5 phiên giao dịch gần nhất. Thì với thanh khoản hiện tại đang ghi nhận ở mức đấy là gần 8.000 tỷ đồng. Thì trên góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về cái thanh khoản hiện nay của thị trường? Liệu rằng đây có phải là một trong những tín hiệu tích cực giúp cho thị trường có thể chinh phục cái vùng gần nhất đấy là 1.150 điểm không ạ? Vâng, về thanh khoản thì chúng ta nhìn thấy có sự tích cực nhất định. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì ở thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, tâm lý họ thay đổi nhanh lắm. Ví dụ như hôm qua họ còn bi quan mà sáng nay thấy xanh thì ngay lập tức là họ hào hứng, thì cái việc giao dịch sẽ là tăng nhanh. Tuy nhiên thì cái điều này theo tôi là cũng chưa thể khẳng định được chắc chắn là một cái xu hướng như thế nào cả. Mà cái điều này ví dụ thanh khoản tăng này, điểm số tăng ổn định và đặc biệt là các cái nhóm ngành chính mà có sự tăng trưởng bền vững, kèm với đó là có thêm sự gia tăng của các nhà đầu tư tổ chức chẳng hạn, thì tôi nghĩ nó sẽ bền vững và nó sẽ đi chắc chắn hơn. Đấy, còn nếu mà chỉ nhìn riêng phiên buổi sáng thôi thì để mà đánh giá thì cũng rất là khó. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của thị trường thì chúng tôi xin điểm qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý diễn ra trong sáng nay. Bộ Tài chính cho biết, thực hiện thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 88,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 83,3% dự toán. Bên cạnh đó, có 3 khoản thu không đạt tiến độ dự toán là thuế bảo vệ môi trường, các loại phí, lệ phí, các khoản thu về nhà đất. Tin tức từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2023, nhập khẩu than các loại của Việt Nam tăng 11% về lượng và tăng 16,8% về trị giá so với tháng trước. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu than của Việt Nam đạt hơn 41,3 triệu tấn với trị giá hơn 5,85 tỷ đô la Mỹ. Úc là nhà cung cấp than lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Mới đây, đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ xem xét bỏ quy định khống chế chi phí lãi vay 30% khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng theo Nghị định 132. Sự xem xét này diễn ra ngay sau văn bản góp ý của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về việc cần bỏ trần 30% lãi vay, vì cho rằng điều này không hợp tình hợp lý và đã làm cho bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được phản ánh trung thực đầy đủ. Bên cạnh đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng quy định khống chế trần 30% lãi vay chỉ nên áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết và chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Sáng ngày 14 tháng 11, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 69,5 đến 70,3 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Giá nhẫn tròn trơn 58,5 đến 59,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 69,55 đến 70,28 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra, tăng 200.000 đồng trên một lượng mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn mua vào 58,83 triệu đồng trên một lượng đến 59,79 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 1.946 đô la Mỹ trên một ao, tăng 6 đô la Mỹ trên một ao so với sáng qua. Vàng thế giới tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này để đánh giá lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vâng, và đó là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có một thông tin, đấy là đề xuất bỏ trần chi phí lãi vay 30% với các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Vậy thì với góc nhìn của anh Phục, anh đánh giá như thế nào về cái đề xuất này, với tác động ra sao đối với các doanh nghiệp mà cần vay vốn ạ? Vâng, thực sự là về cơ bản là cái trần này thì cũng đã, thời gian vừa qua nếu có áp dụng thì cũng đã gây ra khá nhiều những cái phức tạp mà không lường đến. Ví dụ như là các cái doanh nghiệp họ đang mở rộng sản xuất kinh doanh mạnh chẳng hạn, thì rõ ràng là họ cần một cái nhu cầu về tài chính lớn hơn. Thế do đó là họ cần phải được vay nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút. Tuy nhiên thì nếu mà áp cái trần này thì lại giới hạn họ rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là về cơ bản nếu nhìn chung thì cái mức áp này có thể hợp lý. Nhưng mà khi đi sâu vào đối với từng doanh nghiệp chẳng hạn thì mức trần này thì lại tỏ ra khá nhiều các cái hạn chế đến cái sự phát triển của các cái doanh nghiệp. Thay vì vào đó thì hiện nay một việc bỏ trần này sẽ gỡ cho các cái ngân hàng, cả các cái doanh nghiệp rất nhiều trong cái việc huy động vốn. Và tốt nhất cái việc này không nên quy định mà để cho các ngân hàng quyết định. Vì sao lại vậy? Bởi vì họ là người trực tiếp cho vay và chịu trách nhiệm với đồng vốn của mình bỏ ra. Thế do đó họ thẩm định các cái doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các cái quyết định về chính xác hơn và hiệu quả hơn. Thì từ đó thì nó mới có cái cơ chế thị trường một cách thông thoáng. Thì khi đó thì cái việc cho vay và huy động vốn thì nhiều lúc nó mới không bị tắc. Chứ nếu mà áp dụng cái mức trần này thì rõ ràng là khá nhiều các cái dự án, các cái nguồn vốn đã bị tắc, không đến được với doanh nghiệp, từ đó không phát huy được đối với cái tác dụng của nó cho nền kinh tế của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như này, đối với những cái doanh nghiệp bất động sản hay những doanh nghiệp đang khó khăn hiện nay chẳng hạn,
thì rõ ràng cái chi phí lãi vay trong cái thời gian cuối năm 2022 tăng lên rất cao, tự nhiên tăng 14-15%. Thế thành ra là trước đây giả định họ vay cùng từng nghìn vốn nhưng mà với lãi suất thấp thì có khi chỉ 2-3% thôi. Nhưng mà bây giờ do lãi suất cao thì tự nhiên chỉ cái tỷ lệ vay vốn vay chỉ từng ý thôi, nhưng mà cái chi phí lãi vay nó có thể tăng lên 40-50%, thậm chí 60% khi doanh nghiệp có những khó khăn nhất định hoặc lãi suất tăng đột ngột chẳng hạn, thì điều đó lại chặn đứng cái nguồn vốn của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ gặp vô vàn những khó khăn. Thì chính cái việc bỏ này thì sẽ cởi trói được những cái vấn đề như thế và để cho cái cơ chế thị trường họ vận hành một cách trơn tru hơn, hiệu quả hơn, và tự thị trường sẽ điều chỉnh cái vấn đề này. Và tôi đánh giá rất cao về cái việc bỏ trần này. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh Phục. Và đó cũng là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị nghỉ trong 2 phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.